Buông tôi ra! Anh không được đụng tới người tôi! Buông tôi ra! Buông ra! Anh không được đụng tới người tôi! Anh mà làm càng tôi la lên đó! Cô thiệt khéo nói chơi! Tôi là chồng cô, không có quyền đụng chạm tới cô sao? Tôi chỉ đang làm chuyện vợ chồng cần phải làm thôi, chứ có ức hiếp gì cô đâu. Cô kêu người tới cứu. Nào, cô thử la lên đi. Có ai cứu cô? Buông ra! Buông tôi ra! Buông ra! Anh với tôi có hư gì nhau đâu mà dở trò ân ân ái ái. Anh làm như vậy khác gì áp chế tôi. Buộc tôi phải thuận theo ý của anh. Cô nói đúng. Mặc dù tôi không có ưa gì cô, nhưng tôi không thể bỏ qua bổn phận của một người làm chồng. Cô cũng vậy, ngoan ngoãn là một người vợ, biết vâng lời của chồng đi. Cô ngoan ngoãn là một người vợ, biết nghe lời đi. Tôi khác với anh. Một khi tôi đã không có tình cảm thì đừng hòng buộc tôi phải phục tòng anh. Anh đụng vô người tôi hả? Tôi chỉ khinh ghét anh thôi. Đâu có ai mới cưới nhau về mà yêu thương nhau được đâu. Cô cứ làm vợ tôi một thời gian, biết đâu cô không muốn rời xa tôi đó chứ. Đồ đê tiện, nếu anh không buông tôi ra, tôi sẽ thù anh bằng cách gian díu với người đàn ông khác. Lúc đó anh sẽ không bao giờ ngẩng đầu lên được đâu. Anh nghe rõ chưa? Cô có gan đi ngoại tình sao? Nhưng cô sẽ không tìm được một thằng đàn ông nào dám cùng cô bằng chuyện tày trời đó đâu. Cô quên cô là vợ ba Lâm. Tôi nói cho cô biết, đã là người của gia đình hội đồng Bùi này rồi, ăn gan trời cũng không có ai dám đụng tới cô đâu. Anh tự cao lưng quá. Nếu tôi trưng chứng cứ cho anh thấy tôi đã yêu thương người đàn ông khác, lúc đó anh tính sao? Cô chỉ muốn chọc giận tôi thôi, chứ làm gì có chuyện tâm sự. Anh không tin đúng không? Chờ đó. Coi đi, tôi đã từng thơ từ qua lại và trao cả trái tim cho người đàn ông khác. Đó mới là người đàn ông tôi thương thiệt lòng, chứ không phải là anh đâu. Giờ anh đã tỏ rồi đúng không? Tôi đã có giao tình với người đàn ông khác, chứ không bao giờ dành tình cảm cho anh. Anh đừng cố chấp nữa. Tôi và anh không có duyên phận với nhau đâu. Tôi chấp nhận cuộc hôn nhân này thì không bao giờ từ bỏ nó dễ dàng. Cô có biết là cô đang làm một việc hết sức dại dột không? Lẽ ra tôi không cần đụng tới cô đâu, nhưng cô đã chạm tới tự ái của tôi. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là quyền lực của ba Lâm này. Đêm nay cho dù muốn hay không, cô cũng phải thuộc về tôi, vì tôi là chồng của cô và là người có quyền duy nhất ân ái với cô. Buông tôi ra! Anh làm gì vậy? Có ai cứu tôi không? Buông tôi ra! Tôi thù anh, tôi hận anh. Anh không xứng đáng. Mau thả tôi ra! Không thiệt hại tới danh tiếng của tôi. Buông tôi ra! Cứu thời gian!
làm việc của mình đi. Đi, tôi chết ở đây cho chị vừa lòng nè. Bây giờ chị có nghe không? Tôi muốn ra ngoài. Chị nghe không? Mợ ba, mợ đi đâu đây? Sao mợ biết nơi đây mà tới vậy nè? Tôi đang đi dạo ngoài kia, tình cờ thấy chị cho nên tôi đi theo. Quỷ thần ơi, mợ tới đây bằng chi? Chỗ này á toàn rắn rít không à, mợ đừng có bước tới, coi chừng rắn nó cắn á. Kỳ dữ không? Chị nói chỗ này có rắn. Vậy sao có người ở đây chứ? Cô gái đó là ai? Thì cớ chi lại bị giam giữ ở chỗ hẻo lánh hẩm hút như vậy? Dạ, chuyện này tôi không có biết. Xin mợ thương tôi mà quay về nhà đi mợ. Cậu ba mà biết là mợ đi theo tôi tới đây á là cậu đuổi việc tôi liền á mợ. Tôi năn nỉ mợ, mợ ba. Cậu ba không cho ai tới gần đây hết hả? Dạ phải. Mà mợ hỏi nhiều quá bằng chi. Mợ đi về đi mà. Ủa kìa kìa, có người tới tìm mợ kìa. May quá à. Chị, mừng ơn đưa mợ ba về giùm tôi đi chị. Cậu ba mà biết được á là tôi với chị đều khó sống á. Khoan đã, tôi muốn hỏi cô gái đó một chút chuyện. Đừng mở. Cô gái đó là ai? Cớ chi cô ta lại bị đối xử tệ bạc như vậy? Mà cô ta còn đang mang bầu nữa chứ. Không hiểu sao vừa nhìn thấy cổ, trong lòng mình lại trào dâng một sự thương xót, hệt như đang chứng kiến
cảnh người thân mình đang bị ngược đãi. Kỳ lạ quá, ánh mắt của cô ta nhìn mình rất quen thuộc. Hình như mình đã gặp cô ở đâu rồi thì phải. Hồi chiều cô đi đâu? Tôi đi đâu phải báo cho anh biết sao? Phải, cô đã là vợ tôi, cho nên cô đi đâu, mừng gì, cô cũng phải được sự cho phép của tôi. Cô hiểu chưa? Anh không có quyền kiềm chế tôi. Cớ chi anh cho người theo dõi tôi chứ? Còn tra hỏi như tù nhân vậy. Tôi mừng tất cả việc này là vì cô. Nếu cô chịu tuân theo khuôn phép, đừng ngang ngược chống đối, thì tôi không có đối xử tệ bạc với cô như vậy. Bây giờ cô hối tiếc cũng đã muộn rồi. Tôi không có chi phải hối tiếc cả. Tôi sẽ chống đối anh tới cùng. Mà kệ cô, việc đó tôi không màng tới. Tôi vô đây là để báo cho cô biết, cô không được bén mảng tới nơi mà tôi giam giữ những người có tội đó. Nếu cô không chịu dâng lời theo tôi, cố tình làm bướng, coi chừng số phận của cô chẳng khác gì họ đâu. Cố mà nghe kỹ đó. Thành ra anh ta chính là người đã ra lệnh giam giữ cô gái đáng thương nọ. Cô ta đã mần việc gì mà phải chịu cảnh tù tội trong lúc bụng mang dạ chửa như vậy chứ? Cớ gì anh ta không muốn để cho mình tiếp xúc với cô gái đó? Không được, mình không đành lòng nhắm mắt làm ngơ trước một người con gái cô thế bị hiếp đáp rẻ rúng như vậy. Mình nhất định phải tìm hiểu cho bằng được căn do thì mới cam lòng. Tú à, con đang bận gì không Tú? Má vô thăm con được không? Dạ, con không bận gì hết. Mời má vô chơi. Con mời má ngồi. Con đã thấy quen với cách ăn ở đây chưa? Gia nhân trong nhà có mần việc chi trái ý con không? Con cảm ơn má đã có lòng nghĩ tới con. Tuy con còn lạ lẫm với cách sống ở đây, nhưng mà con cũng muốn cố gắng tập dần cho quen má. Có điều con thấy mấy người trong nhà lạ lắm, y như là họ cố tình giấu con chuyện gì đó. Mấy lần con hỏi, họ lảng tránh không chịu trả lời con. Con nói chi mà kỳ vậy? Con là mợ ba nhà này, ai mà dám không nghe lời con chứ. Mà con hỏi việc chi con, có hệ trọng không? Dạ, là do tình con thấy chị đẹp đem cơm xuống dưới cái chòi ở tầng sau giường nhà mình. Con hỏi thì không chịu nói. Má bà, má nói cho con biết đi, ai đang ở dưới cái chòi đó vậy má? Mà tại sao người ta cứ giấu giấu giếm giếm luôn vậy? Có phải là người đó mắc tội lớn lắm đúng không má? Cho nên là mới bị nhốt một mình như vậy. À, thì ra là con muốn biết việc đó hay sao? Ừ. Chuyện đó nói ra cũng dài dòng lắm con. Mà đầu dây mối nhợ, nói cho cùng cũng tại má hết. Ủa, việc đó thì can dự chi tới má? Không lẽ người đó làm chuyện quấy với má, cho nên là họ phải chịu tới như vậy sao? Không phải đâu con. Con nhỏ đó tên là Hường, trước đây nó cũng là đầy tớ trong nhà mình. Hoàn cảnh tội nghiệp lung lắm con. Má, má kể rõ ngọn ngành cho con được không má? Vậy người đàn ông hại cổ mang thai là ai vậy má? Anh ta làm hại cuộc đời của cổ mà lại dửng dưng như vậy sao? Tại sao đứng nhìn cổ sống không bằng chết như vậy chứ? Tú à, con nó nhỏ thôi, nếu không thì má con mình gặp phiền phức đó đa. Thiệt ra con Hường nó khai nhận cha của đứa nhỏ là thằng Điền. Nó là tá điền của nhà mình. Dựa theo lệ làng á, thằng Điền nó bị phạt rồi, bị buộc ra khỏi xứ mà đi rồi. Những tục lệ cổ hủ như vậy mà còn đem ra hành hạ người ta sao má? Sao hành hạ người ta tới thân sơ thất sở như vậy được? Con không thể chịu được. Con không thể để cô gái đó bị hành hạ mãi như vậy được. Má, má nói cô gái bị nhốt trong củi tên gì vậy má? Nó tên là Hường. Đó là tên cha của thằng Trọng đặt khi nó mới vô làm người hầu của nhà mình. Chớ thiệt ra tên cúng cơm của nó hình như là... À, là Nương. Má nói sao? Có tên Nương hả? Có chắc chắn không má? Ừ.
khi nó mới tới đây, nó tên là Nương mà. Tú, Tú, con sao vậy Tú? Tự dưng sao mặt con tái xanh tái xám vậy nè? Con có bị trúng gió không? Để má coi thử coi. Sao vậy con? Dạ không đâu má, chắc mấy hôm nay con ít ăn thôi, với ngủ không được, cho nên là con suy nhược thôi. Ừ, vậy thôi con nằm nghỉ đi, để má xuống dưới bếp á, kêu con đẹp chân yến cho con tẩm bổ nghe. Dạ con cảm ơn má. Bà Lâm à, thấy con vất vả tối ngày lo cho công chuyện, má cũng không muốn làm phiền con phải vất vả lo lắng. Nhưng má sợ nếu không cho con biết chuyện này á, rồi xảy ra chuyện gì á, thì trở tay không có kịp đâu con. Má đừng có ngại, có chuyện gì má cứ nói cho con nghe. Con à, má nghe nói con Tú nó tìm tới chỗ con Hường bị giam giữ đó con. Bà Lâm à, con thấy sao? Cái tánh con Tú nó nóng nảy chẳng khác gì đàn ông. Rồi nó tìm cách quay lại chỗ đó, tra vấn dò hỏi con Hường. Để con Hường nó nói ra sự thật á, thì nguy quá. Má lo cái gì chứ? Con Hường nó ăn gan trời, cũng không dám lên tiếng đâu. Con à, người ta nói cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Con đừng có ỷ lại. Má nghĩ tốt nhất á, là con phải căn dặn vợ con, cấm không cho nó ra gặp con Hường nữa. Việc này á, mình phải ngăn chặn ngay từ đầu, chứ đừng để lâu mà mang quả lúc nào không hay đó con à. Dạ, con sẽ có cách để cho vợ con không có tra hỏi gì được về con Hường. Má nghĩ đi, con về phòng đi. Ờ, nhưng mà khoan đã. Ba Lâm, Ba Lâm, không biết nó về phòng nó có quở trách con Tú hay không nữa. Biết vậy mình đã không nên nói ra chuyện này cho nó tỏ. Không phải đâu con, con nhỏ ở dưới chòi ấy, nó tên là Hường, nó là đầy tớ của nhà mình, hoàn cảnh của nó tội nghiệp lung lắm. Thiệt ra Hường nó khai nhận cha của đứa nhỏ là thằng Điền, và theo lệ của làng á, là thằng Điền sau khi bị phạt roi đã bị buộc rời khỏi xứ. Chị đẹp hả? Tôi là Tú, mợ ba nhà này. Mợ là mợ ba, vợ của cậu Ba Lâm hả? Đêm khuya mà mợ tới đây mừng chi? Tôi đang đi dạo trong vườn, nhưng bỗng có tiếng ai ca văng vẳng nghe cũng vui tai. Tôi đi lần tới, không về là chị.
mợ ba bỏ qua cho. Tại tôi không ngủ được nên tôi ca dạy con cho đỡ buồn. Không ngờ lại phiền tới mợ. Không, tôi thích nghe chị ca lắm. Chị làm tôi nhớ lại hồi nhỏ. Tôi cũng hay ca bài này với chị hai tôi. Chị hát tôi nghe đi. Dạ. Tư là tư phú tương, bảo kiếm sắc phong lên đàn. Dạo xa luôn trong tâm tình chàng. Dạ. Đêm năm canh mơ mà em luôn trong tình trạng chỗ gan vàng quặn đau ý à. Đường dù xa ông bướm mợ là người trên tỉnh, sao mợ biết mấy bài ca này? Thiệt ra chị Hương nè. Dạ. Nghe nói là chị còn một tên khác nữa đúng không? À, mợ muốn nói đến cái tên cúng cơm của tôi đó hả? Tên thiệt của tôi là Nương, còn Hường là do ông hội đồng đặt cho tôi đó. Chị Hường, chị Nương, năm nay chị được bao nhiêu tuổi? Quê chị ở đâu? Chị còn cha mẹ hay chị em gì không? Mà hỏi nhiều quá tôi nhớ hỏng hết. Tôi năm nay được 20 hay 21 gì đó. Còn quê ở đâu thì thiệt tình tôi không nhớ. Tôi chỉ nhớ năm tôi lên 9-10 tuổi gì đó, cha tôi bị người ta hãm hại phải vong mạng. Còn má tôi dắt tôi và một đứa em gái bỏ làng chạy miết tới đây. Còn em tôi không biết vì sao lại đi lạc. Cho nên má, má chị vì quá đau buồn đã tìm tới cái chết đúng không? Mợ ba, mợ là ai? Sao mợ biết chuyện nhà tôi rành quá vậy? Tôi còn biết đứa em gái của chị cũng tên Nương, cho nên hai chị em, một đứa kêu là Nương chị, đứa kia kêu là Nương em. Nương em mà chị tưởng đi lạc đó, thiệt ra là bị người ta bắt cóc rồi bán làm con nuôi cho một nhà giàu. Mợ ba, mợ ba làm gì vậy? Em đúng là em gái của chị sao?
Trời Phật ơi, cha má ơi, con đã tìm được em một mình giữa đất lạ quê người, đúng không chị hai? Má và chị lo cho em lắm, em biết không? Mà thôi, chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Bây giờ em kể cho chị nghe chuyện của em đi. Hồi đó em bị họ bắt cóc rồi đem bán cho nhà giàu sao? Em bị bắt cóc, nhưng còn may mắn hơn chị là họ bán em cho một thương gia nhà giàu ở trên tỉnh á. Ông ta không có con nên nhận nuôi em, rồi đổi tên em là Tú, rồi cho em ăn học tử tế đường hoàng. Cha nuôi em có thương em không? Ông cưng chiều em lắm. Giá như chị được gặp mặt, đặng cảm ơn ông ấy đã cưu mang và nuôi nấng em nên người như vậy. Chị à, rồi có ngày chị sẽ gặp được cha nuôi em mà. Biết chừng nào chị mới thoát khỏi số kiếp này hả em? Chị là đầy tớ của người ta, sống hay chết là do họ định đoạt em mà. Không được, xã hội bây giờ đã tấn quá rồi, không ai có quyền giam giữ chị ở đây hết. Em hứa với chị, nhất định em sẽ chống lại hủ tục này. Em sẽ đòi họ trả lại cho chị cuộc sống tự do. Chị tin em nghe chị hai. Em khôn lớn rồi, mần việc gì cũng phải chín chắn, đừng có vội vàng hấp tấp nghe chưa. Em đừng có lo cho chị, chị ở như vậy cũng quen rồi. Chị chỉ mong em được sống vui vẻ và hạnh phúc bên cậu ba. Chị đừng nhắc tới người đó. Trước giờ em vốn đã không ưa anh ta rồi, bây giờ biết được chính anh ta đã ra lệnh nhốt chị ở đây, em càng thêm hận. Chị hai à, ai là người đã hại chị đến nỗi thân sơ thất sở như vậy? Chị nói thiệt cho em biết đi. Chuyện quá giảng rồi, bỏ qua đi. Chị không muốn khơi lại chuyện cũ. Tánh chị giống hệt như ngày xưa, có việc gì cũng thà cam chịu một mình, chứ không muốn liên lụy tới ai hết. Thì em cũng vậy, đàn bà con gái gì mà tánh khí khẳng khái, nóng nảy y như cậu con trai vậy. Chị hai à, chị sắp sanh con rồi, chị không thể để đứa nhỏ sống cùng chị ở nơi hẩm hốc như vậy. Chị có muốn con chị được nuôi nấng đường hoàng không? Chị muốn lắm, nhưng chị không biết phải làm sao hết. Em sẽ giúp chị, nhưng mà chị phải nói cho em biết cha của đứa nhỏ trong bụng chị là ai, rồi em sẽ có cách buộc anh ta phải cứu chị ra khỏi nơi này. Em nói thiệt chứ? Thiệt mà, chị không tin em sao? Chị tin chứ. Em là người thân duy nhất của chị, chị không tin em thì tin ai? Cái con trời đánh này, tại mày mà tao mới cực thân, đêm nay lại không được ngủ nữa chứ. Phải thức canh mày, mày chết á thì mày chết đi, mày chết đi. Nói cho tao. Mừng chị. Má, má. Nương chị. Dạ. Vậy em. Má ơi, má đi đâu vậy má? Dạ. Má. Má ơi. Má. 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 Má.
chị đẹp ơi, chị ngoài sàn nước phải không? Cái con này thiệt dại hết sức cả. An nhàn tấm thân không muốn, muốn cho giam cầm đánh đập vậy mới chịu. Tôi khát nước quá. Chị đẹp ơi, muốn giùm tôi miếng nước. Tôi khát nước quá. Nè, mày uống đi. Mày nghe, năm lần bảy lượt bị đánh đập tra khảo, mày không sợ hả? Nói thiệt với mày nghe Hường, đã bán thân vô nhà người ta làm đầy tớ rồi á, thì mày phải biết an phận chứ. Chủ nhân họ bảo sao á thì mày phải làm vậy. Trái ý họ chỉ thiệt thân thôi à. Mày bị cái giống gì vậy Hường? Uống nước mà sao mày ói dữ vậy? Trời ơi, thôi chết rồi. Điều này á là mày bị tụi nó đánh bầm dập hết rồi phải không? Mày có sao không Hường? Chị ơi, cái nước này sao nó tanh quá. Thì tao đang mần cá, tại mày đòi uống nước nên tao sẵn tay tao múc vô luôn. Chị làm ơn, chị múc giùm tôi gáo nước khác được không? Cái mùi này tôi hửi thấy khó chịu lung lắm. Hả? Ủa bà Vũ? Ừ? Bà tư bớt chưa bà Vũ? Bệnh tình của bà thì có thuyên giảm, nhưng mà không biết làm sao á, ngày càng gắt gỏng, khó hầu hạ quá đa. Ừ, thì từ cái ngày mà cậu Út mất đi, bà Tư như là người mất hết hồn vía vậy đó. Cũng tội nghiệp cho bả chứ. Mày tội cho bả hay là tội cho tao? Mày thấy không, tao già từng tuổi này rồi mà còn phải hầu hạ người ta cực khổ trăm bề. Nói nào ngay, mình thì suốt đời một lòng một dạ chăm sóc cho hai má con họ. Ừ. Vậy đó mà có chuyện gì buồn á, cứ đem tao ra mà trút lên đầu hà. Thiệt á, không biết khi nào tao mới thoát khỏi cái kiếp trầm luân này. Thì người ta nói á, cuộc đời này có khác chi cái ải trần gian, ai bước vô đó mà không mang theo một nỗi khổ riêng cho mình chứ. Ừ. Trời ơi, con này ngộ ngang, tự nhiên hôm nay nói cái gì mà lâm ly bi đát dữ vậy đẹp. Thì tôi nghe người ta nói bắt chước nói lại vậy mà. À bà Vũ nè. Hả? Tôi có cái chuyện này tôi muốn hỏi bà. Chuyện chi? Ờ, mà mấy người đàn bà mà nghe mùi cá tanh rồi ói sặc sụa là bệnh gì vậy? Hình như có thai phải không bà? Ừ. Hả? Ừ. Hả? Hả? Ừ. Hả? Đẹp. Hả? Mày đừng nói với tao là mày có thai nghe. Dưới trời không có. Tôi đâu có dám mần mấy cái chuyện động trời đó. Không có thì tại sao mày hỏi tao như vậy? Trời, là chuyện gì nè? Hả? Con Hường. Trời, mày mần cái chi vậy? Trời, nhỏ nhỏ thôi, bà đừng có la lớn. Mà tôi mới có sinh nghi thôi hả? Mày có thấy cái cần cổ của con Hường á, nó có giật giật không? Ừ. Một cái cổ giật giật là có bầu hả bà? Ừ. Đợi tôi một chút. Ờ. Ê, mày đi đâu? Thì tôi chạy xuống chòi, dòm cái cần cổ nó cứ giật không. Mày làm ơn đứng lại giùm tao đi. Việc này á mà để ôm sòm ra đó hả, là tao với mày chết chung với nó đó.
Bà Vũ ơi, vậy giờ mình tính sao hả bà Vũ? Chuyện này thì tao rành hơn mày. Để tao đi cho. Tao chỉ cần ngó sơ là tao biết liền hả? Mà nè, hả? Mày đó, giữ mồm giữ miệng, không nói sàng nghe chưa? Nói sàng mày chết đó, là tao cũng chết đó. Cái chi? Mày nói cái gì vậy? Mày câm hả? Mày nói như vậy sao tao nghe? Chứ bà kêu tôi phải giữ mồm giữ miệng. Trời ơi, đẹp ơi là đẹp. Tao biểu mày giữ mồm giữ miệng là mày đừng có bếp xếp cho người ta biết chuyện của con Hường. Chứ tao đâu có biểu mày giữ mồm giữ miệng với tao đâu. Mày phải nói rõ ràng thì tao mới biết mày muốn cái gì. Bà cho tôi đi theo với. Mày đợi một chút nghe chưa? Đợi tao đi trước á, rồi mày mới nói bước theo sau. Đừng có hấp ta hấp tấp, người ta để ý đó. Cái gì vậy? Tao dặn mày sao? Mày đợi tao đi xong rồi mày mới hẳn đi. Mày lại mày đi theo tao vậy? Chứ bà nói bà đi trước rồi tôi đi sau. Tôi thấy bà bước đi rồi tôi đi theo. Trời ơi, sao mà mày ngu quá à đẹp à? Ít ra thì mày phải đợi tao đi vài bước chứ. Thôi bây giờ vậy đi, cho rõ ràng. Tao đếm từ 1 tới 10 ngang. Rồi bắt đầu từ số 10 á thì mày mới đi theo tao, hiểu chưa? Bắt đầu tao đếm nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 từ từ nhanh quá. 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 Chữ gì vui vậy? 7 8 9 10 11 Phản gì vậy? Đi đâu vậy? Tránh xa tao ra. Mày làm gì vậy? Làm gì vậy? Đợi cái cổ. Mà nè bà Vũ, bà có thấy gì không? Cái cằn cổ nó có cài giật không? Tao e là nó có thai thiệt rồi. Mặt mày thì xanh mét hả? Cái cổ nó giật không ngừng. Trời ơi, ai có thai cũng vậy hết hả bà Vũ? Mà nè, lúc bà Vũ có thai á, có bị vậy không? Mày khéo hỏi quá đã. Tao có chồng hồi nào đâu mà có bầu mày. Là tại vì á, tao thấy mấy bà trong nhà này mỗi lần có bầu á là như vậy đó. Hả? Mà đẹp nè. Hả? Ngoài tao ra mày có nói chuyện này cho ai biết nữa không? Chưa. Tôi mới thấy lạ lạ nên mới hỏi mình bà hà. Để mà tôi xác định cho nó rõ ràng rồi tôi mới nói vòng vòng. Mày điên hả? Hả? Liệu mày giữ kín việc này đó, đừng có cho ai biết. Coi chừng cái miệng nó hại cái thân đó đà. Thiệt ra thì tao chỉ phỏng đoán như vậy thôi, chứ muốn biết chắc chắn có thai hay không thì phải khám mới biết được. Bà nói khám là khám làm sao? Con Hường nó bị nhốt khóa cứng ngắc ở trong đó là sao khám? Tao có một cách. Bà Vũ có cách gì kể cho tôi nghe với. Mày đừng có nôn nóng, thủng thẳng á để tao tính. Trời ơi, cái cần cổ của mày cũng bị giật. Hả? Bà Vũ ơi, tôi cũng khám. Dạ, bà Vũ ơi, khám cho tôi nghe à. Bà Vũ ơi, có chuyện gì mà bà Vũ vậy con em? Giờ lơm lơm chút chút vậy ta? Bà có cho bà Tư uống thuốc đúng cử như lời tôi dặn không? Dạ có. Hôm nay tôi thấy khí sắc của bà Tư có bộ khá hơn trước nhiều rồi đó. Dạ. Bà Tư à,
Bà cứ lo tịnh dưỡng, ăn ngủ điều độ và uống thuốc đúng giờ theo lời của tôi dặn. Không bao lâu bà sẽ phục hồi lại. Thôi, bà nghỉ ngơi đi. Tuần sau tôi sẽ quay lại khám. Dạ, cảm ơn thầy. Ừ. Vũ à. Dạ. Lấy tiền gửi cho thầy giùm tôi, rồi đưa thầy ra cổng giùm tôi luôn nghe. Dạ. Chào bà. Dạ, mời thầy. Thiệt ra, ở trước mặt bà Tư, tôi nói đặng cho bà an tâm mà tĩnh dưỡng, chứ bệnh của bà vẫn chưa dứt liền được đâu. Bà nghe tôi dặn nè, bà là người chăm sóc bệnh tình cho bà Tư, tránh cho bà gặp những chuyện quá buồn hay quá vui. Tâm trí của bà Tư vẫn còn u uất lắm. Dạ. Tốt nhất là đừng cho bà nghĩ đến chuyện đau buồn vừa qua. Dạ, tôi hiểu rồi thưa thầy. Dạ thưa thầy, thầy có bận về gấp không thầy? Tôi có chút chuyện muốn nhờ kể thầy giúp giùm. Chuyện gì vậy? Dạ, mời thầy thế tôi. Ừ. Dạ, dạ thầy đợi chút. Ừ. Dạ. Sao rồi thầy? Đích thực là cổ có thai 2 tháng rồi đó. Dạ. Dạ, thưa đây là tiền công của bà Tư gửi cho thầy. Dạ, còn đây là chút đỉnh gửi thêm cho thầy. Mong thầy giúp giùm tôi giữ kín chuyện này, đừng có cho ai biết hết. Dạ, dạ, cảm ơn thầy nhiều. Dạ, cảm ơn. Dạ, chào thầy. Tôi đi. Dạ, mời thầy. Hường ơi là Hường, mày có biết xảy ra chuyện gì không Hường? Tôi bị gì mà vú kêu thầy vú khám cho tôi vậy? Bệnh tôi nặng lắm hả? Mấy bữa nay tôi thấy tôi mệt lắm, khó thở nữa. Chắc là tôi sắp chết rồi. Khổ quá con ơi, mày không có chết vì bệnh, nhưng mà mày sẽ chết vì gây ra cái chuyện động trời đó con. Mày có biết thầy nói gì không Hương? Thầy nói là mày có thai 2 tháng rồi, mày có biết không? Tôi có thai. Ừ, 2 tháng rồi. Trời ơi, cớ chi mà mày dại vậy Hương? Đã nói là thương con gái là phải biết giữ thân giữ mình. Bây giờ gây ra cái nông nổi này, có lúc mày bị chôn sống thôi con à. Bây giờ phải làm sao bây giờ? Con gái chưa chồng mà có chữa quan, nhục lắm con ơi. Bà Vũ, bà Vũ ơi, thầy nói sao? Bà Vũ, vậy là nó có thai thiệt hả? Trời đất ơi, mày ở nhà mày gan lắm á. Chuyện này sao giấu được bây giờ? Mày im cái miệng mày lại đi. Ào ào à. Bà Vũ ơi, giờ tính sao? Hơn, ai mần mày ra nông nổi vậy hả? Đẹp, sao mày cứ ào ào hoài vậy? Mà nè, phải câu hai mần mày không? Trước kia có mấy lần cậu mon men tới dụ mày, phải không? Đúng là cậu hai phải không? Tao nhớ có lần cậu ba xuống chòi rồi đuổi tao ra ngoài. Lúc đó tao nghe mày khóc lóc van xin lung lắm. Hay là cậu ba? Ê, bà không có được nói xàm nghe chưa? Cậu ba là người chính nhân quân tử, cậu không bao giờ mần mấy cái chuyện tồi bại vậy đâu. Ai khiến mày có thai? Mày nói đi, sao mày im họng vậy? Đứa nhỏ trong bụng của mày là của ai? Cậu hai, cậu ba hay là cậu tư? Mà nó nạo nhai, cho dù ai gây ra chuyện này thì mày cũng khó sống đó đa. Cái việc mà mày mang bầu cũng chưa có hệ trọng đâu.
Mà cái việc mày làm tổn hại cái danh tiếng gia đình nhà họ Đồng á mới là quan trọng đó. Họ không để yên cho mày đâu Hường ơi. Bà Vú, giờ có cách nào để mần yên chuyện này không bà Vú? Nhất định là không để chuyện này lọt ra ngoài được. Phải tìm cách phá cái thai thôi. Không á thì ngay cả mày, mày cũng không giữ được tánh mạng đâu Hường à. Tao với con đẹp cũng vì muốn nghĩ cho mày nên mới mần như vậy. Uống đi. Uống đi. Uống đi. Uống. Uống đi. Uống. Ngừng lại. Uống. Làm cái gì vậy hả? Đi lên nhà trên. Dạ. Bà với con đẹp cũng to gan quá hả bà Vú? Bà dám tự quyền làm cái chuyện động trời như vậy? Bà cậy ai mà bà ngang nhiên vậy hả bà Vú? Dạ thưa bà, bà tha cho con đi bà. Mọi việc á là do bà Vú bà sai con mần, chứ con không có biết gì hết trơn trời á. Bà Vú à, kỳ này là bà hại chết tôi rồi nghe. Thôi mày. Dạ thưa, tôi biết là tôi không học lại với mấy bà về việc này là tôi quấy, nhưng mà thiệt ra tôi cũng suy tính lung lắm mới dám mần. Dạ là do tôi suy nghĩ, nếu việc này mà lỡ dở ra thì sẽ có tai tiếng thị phi, tổn hại đến danh tiếng gia đình của mình. Cho nên tôi mới âm thầm mừng cho xong việc, rồi mới bẩm báo với mấy bà sau. Xin mấy bà xét lại. Còn ở đó mà nói lý hả? Lâu nay bà ỷ bà là người làm thân cận trong nhà, nên bà đâu có sợ ai đâu á. Bây giờ xảy ra chuyện này, bà có thấy là càng ngày bà càng lộng quyền không? Chị hai à, hay là mình để từ từ cho bà Vú nói hết rồi tính sao được không chị? Bà Vú à, tôi biết nào giờ bà một lòng một dạ với gia đình tôi, với lại bà cũng lớn tuổi rồi, nên bà mần chuyện chi cũng phải cân nhắc chứ. Dạ, khi biết chính xác là con Hường có thai, tôi lo lắm. Tôi sợ việc này mà đồn ra ngoài, thiên hạ sẽ xì xầm, bàn tán. Cho nên tôi căn dặn con đẹp không được tiết lộ với ai hết. Tôi biết mình mừng việc thất đức, nhưng chẳng thà để một mình tôi mang tiếng ác. Miễn sao việc xấu này không lan ra ngoài, làm tổn hại đến danh tiếng gia đình của mình là được. Bà biết nghĩ với gia đình tôi như vậy, tôi cũng không trách bà làm chi. Dạ. Nhưng sau này có việc gì, bà cũng phải báo lại người trong nhà, chứ đừng tự ý mừng nữa nghe chưa. Nhưng chuyện có thai á, nó có khai ra là của ai hay không? Dạ thưa bà. Em hai à, việc này không nên hỏi ở đây. Chị nghĩ mình phải đích thân tra hỏi con Hường thì mới tỏ được. Bà Vú không có can dự gì hết á. Dạ. Còn bà với con đẹp xuống nhà dưới mần công chuyện đi. Dạ. Từ rày phải chăm chỉ mần công chuyện nhà, không có được dối gạt như vậy nữa nghe chưa. Dạ. Tháng sau tôi sẽ tăng thêm chút tiền công cho hai người. Thôi đi đi. Dạ cảm ơn bà. Con dạ. Cảm ơn bà. Con cảm ơn bà. Ủa chị cả, chị xử chuyện này sao nhẹ nhàng quá vậy? Họ có tội mà mình không phạt là còn tăng tiền công là sao? Tôi chưa nghĩ ra ý của chị đó. Chị giải thích giùm tôi đi.
Vậy chứ em muốn mình làm sùm chuyện này lên, rồi phạt roi hay bỏ đói họ hay sao? Cho dù mình không trách phạt họ, thì không thể tăng tiền công cho họ được. Chị xử không nghiêm thì sau này họ càng lờn mặt. Muốn mừng chi thì mừng sao? Em nghĩ vậy sao? Còn em ba? Dạ. Em biết cớ chi mà chị làm vậy không? Dạ. Em thì em cho là chị muốn dùng đức để phục tâm phải không chị? Thiệt ra thì mình chỉ tốn chút đỉnh tiền, nhưng đổi lại mình được lòng biết ơn của họ và họ sẽ trung thành hơn. Một khi họ toàn tâm toàn ý theo mình thì họ sẽ không mừng gì tổn hại tới mình. Cách này em đã đọc trong tích xưa. Dạ, em nói vậy có đúng ý với chị cả không? Chị mừng vì em hiểu được chị. Chuyện cai quản nhà cửa muốn êm thấm mình phải dụng cách. Có lúc mình phải nặng tay, nhưng cũng có lúc phải từ tốn nhỏ nhẹ. Em hai à, chắc là em không trách chị tự ý mà xử sự tùy tiện như vậy chứ phải không? Chị em mình phải đồng lòng để trong ấm ngoài êm đó em à. Coi bộ chị cả với em ba tâm đầu ý hợp quá đó đà. Chị cả nói có một à, mà em ba hiểu tới 10 lần. Chắc là chị phải học theo em đó em ba. Chị hai à, chị nói vậy làm em ngại lắm. Chẳng qua em chỉ nói theo những gì em nghĩ thôi. Nhưng mai sao nó trúng ý chị cả. Chuyện em nghĩ á, không có hệ trọng bằng chuyện của con Hường đâu. Mình phải xử trí sao đây chị cả? Không lẽ để cái bụng nó càng ngày càng lớn lên ha? Mà chị cũng đừng có nghĩ tới cái chuyện phá cái thai đó nha. Mang tội chết á. Nam Mô A Di Đà Phật. Chị cũng thấy việc này thật là khó xử lý. Bắt nó phá cái thai là việc ác nhân thất đức lắm. Ai mà mừng cho được. Vậy thì mình phải dùng cách nào chứ? Để tiếng xấu đồn ra ngoài thì cả nhà nhục lắm đó đà. Nói nào ngay thiên hạ họ ác mồm ác miệng lung lắm. Rồi đây họ sẽ bàn tán đón già đón non. Coi cái bầu trong bụng con Hường là của ai trong nhà này. Em ba. Dạ. Em làm gì mà em dòm chị lôm lôm dữ vậy? Không nói ra thì người ta cũng nghĩ như vậy thôi à. Chứ không lẽ họ nghĩ là con của ông quản gia? Dạ, chị hai nói phải. Em cũng lo quá. Chị cả à, chị mau mau nghĩ ra cách. Để không thì tai tiếng thị phi sẽ trút xuống gia đình mình đó chị. Mình còn mặt mũi nào để mà dòm ai nữa chứ? Mọi chuyện cũng tại con Hường mà ra thôi. Tôi nghĩ phải nọc nó ra, đánh cho tôi thiệt đau. Đặng nó khai ra ai là người làm cái chuyện tác tệ trong nhà này. Sau đó thì tùy chị cả xử sao cho mọi việc êm xuôi. Em nói như vậy làm như là em muốn ám chỉ điều gì phải không em hai? Tôi có ám chỉ gì đâu nè. Chẳng qua tôi muốn mọi chuyện phải rõ ràng minh bạch. Người có công thì được thưởng, kẻ có tội thì mình phải phạt. Ngay cả cậu chủ trong nhà này nếu gian díu với con hầu thì cũng bị trách phạt, chứ không thể dung thứ được đâu. Mà chị nói em ba đừng buồn nha. Dạ. Trong nhà này á, tôi thấy con Hường nó mày la mắt liếc chứ. Phú Hồng, trời, tôi tưởng đâu á, lần này bị đòn tan xương nát thịt rồi á. Không nhẹ là không bị đánh roi nào hết. Trời ơi, mừng quá. Mà đã vậy á, bà cả còn cho tiền nữa. Bà cả thiệt là nhân từ tốt bụng ghê á. Mày á, đừng có lách chách cái miệng của mày nữa. Bà cả mà cho thêm tiền á, là phải có căn cơ đó. Hả? Bả muốn mình á, những cái ơn của bả đặng nhất nhất trung thành với bả đó. Nè, còn chuyện hôm nay á, coi như mày chưa thấy, chưa biết, chưa nghe gì hết, nhớ chưa? Ý bà Vũ muốn nói tới cái chuyện con Hường á hả? Ừ. Trời, thôi 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 đi. Tôi nói có dòng linh má tôi chứng giám nghe. Từ rày về sau, tôi không dám nhắc tới tên nó nữa, cũng không dám đến gần nó luôn. Mày hứa thì mày nhớ nha. Nhớ. Tôi mà có đến gần nó hả, cho tôi đi theo má tôi luôn đi. Ừ. Tôi sợ nó quá rồi. Cũng tội nghiệp cho nó. Không biết là nó có thoát khỏi kiếp nạn này hay không. Nó một thân một mình trò trội như vậy, sau này á không biết là nó phải sống sao. Mà bà Vú nè, trong chuyện này á,
bà có nghi cho ai không? Tôi nghĩ là cậu Hai gây ra đó. Bà có nhớ có mấy lần cậu định cưỡng hiếp con Hường đó? Nếu mà không phải cậu thì ai vô đây hả? Chưa chắc là cậu Hai đâu mày. Bà nói vậy là sao? Bà nghĩ không phải cậu Hai hả? Không lẽ là cậu Tư? Mà tôi thấy cậu Tư với con Hường có một chút khác lạ. Cậu cũng có để ý tới nó. Vậy là cậu Tư thì sao bà Vũ? Thôi đi mày ơi, mày đừng có nhìn vẻ bề ngoài người ta rồi đón này đón nọ. Nói nào ngay, có những người á bề ngoài nhìn chính trực nhưng mà bên trong tâm địa bất minh lung lắm. Mày thôi đi, ở đó mà cứ ba xà mà láp hoài, khi nào mà tới lượt mày á mày mới biết nha mày. Khi nào tới lượt mày mày mới biết nha mày hả? Thôi, bà mới nói ba xà ba láp á bà Vũ. Tôi đâu có dễ dãi như con Hường mà bà ghẹo tôi chứ. Ủa, mà bà Vú nói vậy là sao ta? Không phải cậu Hai, cũng không phải cậu Tư. Không lẽ cậu Ba? Trời ơi, không có đời nào đâu nghe. Cậu Ba là người chân chánh đàng hoàng. Trăm lần, ngàn lần, mình cũng không tin là cậu Ba làm mấy chuyện bại hoại đó được. Mình biết cậu Ba từ lúc nhỏ, biết tánh cậu ra làm sao, mình mới trọng, mình mới thầm thương trọng nhớ chứ. Thôi bà Vũ, đợi tôi với. Dạ thưa má. Chồng con không có nhà sao? Dạ ảnh chưa về má. Con có biết khi nào nó về không? Dạ cũng bất thường lắm, con cũng không biết khi nào ảnh về nữa. Con làm vợ mà không để ý tới chuyện chồng con đi đâu, mừng việc gì, chừng nào về hay sao? Dạ, từ khi con lấy ảnh cho tới giờ, chưa bao giờ ảnh nói với con công chuyện mừng ăn của ảnh hết. Cho nên con cũng không dám hỏi. Chồng con nó đổ đốn một phần cũng là do con đó Hương à. Phận làm vợ, con phải biết cách dỗ ngọt cho nó quay về đường ngay lối thẳng. Nó có gì con cứ mặc kệ nó, để cho nó gây ra tai họa vậy. Anh lại gây chuyện gì nữa hả má? Chuyện này nghiêm trọng lắm. Con Hường nó có thai rồi đó. Nhưng kẻ trên người dưới trong nhà này, ai cũng nghĩ là thằng Hai Hoàng có can dự tới chuyện này. Ngay cả con cũng nghi ngờ nó đúng không? Dạ. Thiệt là hổ thẹn quá đà. Để chồng con mang tiếng cho má phải mang nhục mà. Chưa hết đâu, rồi đây má con thằng Ba Lâm sẽ mang chuyện này ra biêu ríu để bị mặt má nè. Bị mặt thằng Hai Hoàng chồng của con đó. Dạ anh. Họ chờ cơ hội này lâu lắm rồi, dễ gì mà bỏ qua chứ. Dạ nhưng thưa má, chắc gì chuyện này là do chồng con gây ra hả má? Vậy cô hỏi thằng chồng cô coi, nó có dụng rộm với con ở hay không? Hay là cô phân bua với từng người trong nhà này là chồng cô vô tội? Thiệt xứng đôi dừa lửa quá đà. Cả vợ lẫn chồng đều không nên thân chi hết á. Ủa má. Đi ở ngoài đường vô con nghe má làm cái gì mà má rầy vợ con ôm sòm dữ vậy? Hai Hoàng, con đi đâu tới giờ này mới về? Má ơi, cớ chi mà hôm nay má hỏi con cái chuyện này? Bây giờ là má muốn quản thúc luôn cái giờ giấc đi đứng của con luôn hả? Mà gì kỳ cục vậy? Mày tỉnh lại đi Hai Hoàng. Mày có biết là mày gây ra chuyện tác tệ không? Má à, mà nói đi, con gây ra cái chuyện gì? Cô làm ơn cô nói cho chồng cô biết đi, đã xảy ra chuyện gì hả? Sẵn tiện hỏi nó coi nó biết thủ phạm là ai không? Cái chi vậy? Cái chi kỳ vậy?
Cơ chi mà má với vợ con nhìn con lơm lơm như muốn phanh thay xẻ thịt con vợ. Con bằng cái chi? Mà nói đi. Con Hường nó mang bầu rồi đó mình. Cái gì? Con Hường nó có bầu hả? Lại gây thêm chuyện thị phi này nữa sao? Nhưng mà cái chuyện đó của nó mắc mớ gì tới tụi? Con với mọi người ở trong nhà này cứ nghĩ cái thai của con Hương là cái thai của con đó hả? Tùy quá. Mà nghĩ kỹ đi, cậu chủ con là cậu chủ mà con quan hệ với loại người như nó sao má? Bây giờ má không tin phải không? Để con đi xuống dưới đó, con lôi nó ra, con đập cho nó một trận, đặng nó khai ra coi thằng nào tặng tiểu với nó. Mình mày đứng lại đó, đứng qua mặt má hả Hoàng? Vậy chứ trước đây con đã từng làm chuyện gì con không nhớ sao? Ở đây chỉ có má, vợ con. Con thật lòng con thú nhận đi, để má còn liệu tính kế cho con. Chứ để tới khi con Hường nó khai ra cái tên mày á thì không còn có thể cứu vãn tình thế nữa đâu đa. Má ơi, con phải nói thế nào thì má mới chịu tin con đây? Cái bầu đó không phải là của con mà. Con thề với má luôn á. Không phải của mày thì của ai? Lời thề của mày còn linh ứng nữa đâu mà mày thề. Khổ ghê á, con nói thiệt mà. Mình... cái bầu đó không phải là của con. Con làm sao mà có con được chứ? Tại... Cho dầu mày không nhận thì má cũng chưa thể an tâm đâu. Thôi, mình... chuyện này mày để cho má lo. Mày không được làm chuyện hồ đồ đó. Để má nghĩ cách làm cho chuyện lớn quá nhỏ, mai ra mới dẹp yên được tai tiếng. Còn cô nữa, cô lo cho chồng của cô đi. Dạ. Nhìn cái chi mà nhìn? Tôi là tôi, chứ không phải tội nhân đâu mà nhìn dò xét hả? Lời nói của tôi mà cô vẫn không tin nữa. Hương cả tới. Cớ chi mà ổng lại tới nhầm lúc này? Hay là tại sắp tới lễ lạc cúng kiến nên muốn quyên ít bạc? Tôi đang khó ở, chú ra nói với ổng là tôi không có nhà. Dạ thưa bà, không phải có ông mình ông Hương cả, mà mấy ông chức sắc ở trong làng. Ngoài ra còn có... còn có ai? Dạ, có cả ông thầy thuốc khám bệnh cho bà Tư nữa. Mấy ổng cứ khăng khăng đòi gặp cậu ba. Vô duyên vô cớ đòi gặp cậu ba làm gì? Nó mần không hết việc, có rảnh đâu mà tiếp mấy ổng. Chú ra nói hôm nay cậu ba bận lắm, không có tiếp khách đâu. Dạ thưa bà hai, tôi thấy mặt mũi mấy ổng có bộ nghiêm trọng lắm, chắc là có chuyện chi hệ trọng. Nếu vậy á thì cho mời người ta vô đi chị cả. Họ có xa lạ gì với nhà mình đâu chứ. Có lễ hội gì mà họ không tới nhà mình quyên góp, cho dầu có chuyện gì đi nữa, họ cũng không làm khó nhà mình đâu. Thôi được, cứ ra mời mấy ổng vô đây đi. Tôi cũng muốn biết là họ tới đây vì chuyện chi đó. Dạ, thưa bà con đi. Dạ,
Dạ, dạ chào, chào mấy ông cả. À. Chào bà dạ. Hai. Mời mấy ông ngồi. Dạ. Dạ mời. Dạ. Chẳng hay có chuyện chi mà mấy ông quá bộ tới đây tìm cậu ba nhà này vậy? Nếu là quyên góp cho lễ lạc cúng bái thì tôi có thể thay mặt quyết định được mà. Cảm ơn bà cả có thành ý. Nhưng hôm nay tụi tôi đến đây không phải vì chuyện đó. Ông thầy, ông nói đi. Dạ, chuyện là vậy. Hôm bữa tôi có tới khám bệnh cho bà Tư, rồi vô tình á, bà Vũ nhờ tôi khám giùm luôn cho một đứa con gái trong một cái chòi ở phía sau nhà. Sau khi khám bệnh bắt mạch cho nó xong thì tôi phát hiện nó đã có thai, nhưng ngặt nỗi là nó chưa có chồng. Không chồng mà có chữa thì rõ ràng là chữa quan chứ còn gì nữa. Việc này á, rồi sẽ mang tai họa đến cho dân làng đó. Từ trước tới giờ tục lệ của làng mình á, kiên kỵ cái việc này ra sao thì mấy bà cũng biết rồi đó. Tôi xin thay mặt làng tổng hỏi mấy bà là liệu ông thầy thuốc nói như vậy có thiệt hay không? Đứa con gái đó tên gì và hiện giờ nó ở đâu? Hèn chi mấy bữa nay có người tới báo là có bò chết, trâu chết. Chưa gì mà đã có chuyện xui rồi. Cho dầu đứa con gái đó là tôi tới trong nhà này, nhưng nó có chữa quan thì lệ làng phải xử, không được che giấu hay bỏ qua đâu. À, dạ gia đình tôi đâu có che giấu gì chuyện đó đâu. Chẳng qua là còn đang tra hỏi, cho nên chưa tiện báo với làng đó mà. Vậy mấy bà tính tới khi nào mới nói đây? Không lẽ đợi tới lúc khai qua nở nhụy xong á rồi mới nói cho dân làng biết hay sao? Nè ông xã trưởng, nhà tôi giàu gì cũng có công với làng, trước giờ vẫn luôn được làng coi trọng, cớ gì ông lại nói khó nghe như vậy? Bà hai à, chuyện nào ra chuyện đó. Tụi tôi cũng vì trách nhiệm với dân làng nên mới tới đây, đang tìm cho ra sự thật. Chứ nếu không á, rủi mọi người kéo tới làm to lên thì trở tay không kịp đâu. Chuyện to hay nhỏ là do các ông hết. Nói nào ngay á, lâu nay không có thằng Ba Lâm con tôi giúp đỡ thì các ông ngồi yên ở mấy cái chức vị này sao? Em hai à, người ta là vì công việc, em đừng có làm khó họ vậy. Dạ thưa với các ông, xin các ông hãy tin tưởng ở chúng tôi. Chị cả cũng đã nói, dẫu sau đây cũng là đầy tớ trong nhà, việc đó gia đình tôi sẽ tra hỏi cho rõ ngọn ngành, rồi sau đó trình lại với làng đang xử theo luật lệ. À, việc này đã qua mấy ngày rồi. Vậy gia đình ta có tra hỏi xong chưa? Tụi tôi muốn biết kẻ thông gian với cô gái đó là ai, sau đó sẽ tùy nghi mà xử lý. Chúng tôi thấy như vậy nha, chúng tôi đã cất công tới đây rồi thì mấy bà cũng để cho tụi tôi gặp con nhỏ đó đặng hỏi thêm vài câu, để mau chóng còn tìm ra thủ phạm nữa chứ. Chứ việc này không có kéo dài được lâu đâu nha. Hay là để chúng tôi vô nói chuyện với cậu Ba Lâm. Việc này không cần phải làm phiền tới thằng ba nhà tôi đâu. Nó không có rảnh mà nghĩ tới mấy cái chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu. Thôi thì theo lệ của làng, hai ngày nữa gia đình tôi sẽ đưa con Hường ra đình để cho mấy ông xử tội. Tôi tính vậy, chị thấy được không chị cả? À, các ông cứ chờ thêm hai ngày nữa đi, rồi mọi việc sẽ được sáng tỏ mà. Bà cả, bà hai đã nói vậy thì chúng tôi cũng đành nghe theo. Ngày mốt làng sẽ cho dân chúng tụ tập tại đình đang xử cho xong việc. Mấy bà nhớ dẫn con nọ ra cho đúng giờ nghe. Thôi chúng tôi về đây. Dạ, xin phép mấy bà. Dạ, mấy ông về. Chị còn chưa nói thì cớ gì em lại quyết định như vậy? Thì tôi cũng tùy cơ ứng biến thôi mà. Chị thấy không, mấy ông cứ khăng khăng đòi gặp thằng Ba Lâm sao, mà việc này cũng tại bà Vú hết á. Tự nhiên á, đi làm chuyện thầy lai, đi kêu ông thầy thuốc đó cho dở lỡ mọi chuyện ra. Thôi được rồi, em đừng có càm ràm nữa. Chuyện mà chị lo nhất bây giờ là làm sao mà mang con Hường ra đó rồi đối chất với mấy ông hội tề đây nè. Ôi, thì chị cứ dẫn nó ra đó cho nó khai. Em thích dạch áo cho người ta xem lưng vậy hả?
Chị cả, chị hai đừng có lớn tiếng nữa. Chuyện tới nước này rồi, mình không thể che giấu được nữa. Thôi thì mình cứ dẫn con Hường ra đó, đúng theo lệ làng đi. Hường à, Hường à, con có sao không? Bà cả nè, bà cả nè con. Con à, bà biết con khổ sở và tủi nhục lung lắm, cũng là phận đàn bà với nhau, nên bà cũng xót xa thay cho con. Bà thương con lắm Hường à. Con thấy đó, trong nhà này bà đối xử với kẻ ăn người ở ra làm sao, có ai tử tế bằng bà đâu con. Bà coi tụi mày với con như cháu, rủi mà có đứa nào phạm tội á, bà tra hỏi cho ra lẽ rồi mới trách phạt, chứ bao giờ bà để cho tụi bay chịu hàm oan. Hường à, con đã mắc vô tội gì con biết không con? Đây là tội tài đình, chứ không phải như là chỉ làm bể cái chén hay là mất con gà, con trâu đâu con. Làng tổng người ta biết là con, con có chữ quan, người ta đem con ra đình làng để xử tội. Mà làng đã xử thì tội con lung lắm Hường ơi. Rồi con có chịu nổi đòn roi ra khảo không? Nỗi nhục bị biêu riếu khắp làng, con có chịu nổi không? Bà ơi, bà cứu con đi bà, con sợ lắm bà ơi. Bà biết bằng cách gì mà cứu được con chứ? Việc này đã lan ra ngoài rồi, làng tổng người ta đã tỏ, làm sao mà bà che giấu được hả con? Hường à, nói thiệt cho bà nghe đi, ai đã làm con ra nông nổi này? Có phải là cậu Tư không? Hay là cậu Ba? Hay là... Ôi không, không, chắc chắn là không phải cậu hai rồi. Nó không can dự gì tới chuyện này phải không con? Con tin bà chứ Hường. Bây giờ con không khai thiệt với bà, lỡ ra ngoài đình, đòn roi của làng người ta đánh đau lắm con à. Con chịu không nổi, con khai bậy khai bạ là hại chết nhiều người lắm đó con. Con nói đi. Hường à, bà xin mà, con nói đi con. Bà hết lời rồi. Thiệt á, thấy tội vậy đó mà không chịu khai, đâu có cách nào cứu giúp nó đâu. Con ơi là con, sao mà con dại dữ vậy con? Dạ.
Dạ thưa bà, đó thịt của bà đây ạ. Mày để đó đi. Ủa, sao mày chưa ra ngoài còn đứng vụ dự đây làm chi? Muốn xin xỏ tao chuyện gì hả? À, dạ không. Con có chuyện này, không biết có nên học lại với bà không? Chuyện gì mà mặt mày mày nghiêm trọng dữ vậy? Chuyện cái thai của con Hường á bà. Ơ, tưởng chuyện gì mà sao? Có can dự tới cậu ba á bà. Ý cái con này, mày muốn chết hả mày? Ăn nói ba lát ba xàm à. Cậu ba là người chân chánh đàng hoàng, chứ chi lại dính líu tới con Hường hả? Bà bớt giận đi bà. Chuyện này á là bà vú ba mét lại với con. Cái gì? Bà vú hả? Dạ. Bà nói làm sao? Mày học lại tao nghe coi. Dạ. Cái hôm mà con Hường bị nhốt ở trong chòi á, bà vú có thấy cậu ba xuống dưới đó. Chuyện đó có chi mà lạ? Nó xuống đi tra vấn con Hường chứ gì. Nhưng mà cậu ba đuổi bà vú ra khỏi chòi, rồi còn đóng cửa lại, ở trỏng một mình với con Hường nữa. Sau đó bà vú nghe thấy tiếng con Hường khóc lóc, xin cậu ba là đừng có làm nó nhục. Nè, bộ bà vú mới hết muốn sống rồi hả? Dám đơm đặt chuyện tào lao như vậy. Chuyện này là có thiệt đó bà. Không may bà hỏi cậu ba lại thứ con làm sao, chứ con lo cho cậu ba quá bà ơi. Mày yên đi chứ tao. Đi ra ngoài. Tao mà nghe mày bếp xếp lên mày chết nghe chưa. Dạ. Đi ra. Dạ. Chuyện này là sao đây? Thằng ba con mình đâu phải là hạng người háo sắc. Nó muốn thì thiếu chi con gái nhà giàu tới tìm nó chứ, cớ chi lại hạ thấp thân phận đi gian dí với con đệ tớ như vậy chứ. Không, không, chắc không đâu. Nhưng mà mình cũng thấy lo lo. Nếu không có chuyện đó, tại sao bà vú dám đơm đặt như vậy chứ? Mình phải đi gặp bà để hỏi rõ mới được. Dạ thưa bà hai. Bà cứ làm việc của bà đi. Dạ. Lúc này bà Tư đỡ chưa? Dạ thưa bà, mấy hôm trước bệnh tình của bà Tư thuyên giảm rồi, nhưng lúc này đổi thầy thuốc cho nên á chưa có công hiệu lắm. Bà uống vô thấy ngủ ly bì à. Ngủ nhiều đi chứ thức làm chi. Nói nào ngay nhà này dính vô ba cái chuyện rắc rối như vậy á, là cũng do ông thầy thuốc mắc dịch đó. Ông đi học lại với làng, mà ông mang tội một á thì bà mang tới tội 10 lần đó. Bà cứ chờ đó đi, ba Lâm nó về nó hạch tội bà sao. Dạ tôi biết tội của tôi to lắm, tại tôi cạn nghĩ, tôi chỉ muốn giúp, mà không ngờ lại hại cả nhà như vậy. Cậu ba Lâm định tội tôi như thế nào thì tôi cũng xin dân hết. Thì việc đó cứ cho là bà không cố tình đi. Nhưng mà bà ở trong nhà này lâu như vậy, mà không lẽ bà chưa hiểu luật lệ này sao? Chuyện trong nhà trong cửa, thấy sao thì để vậy, chứ mang ra bàn tán làm chi? Có những chuyện mình thấy sờ sờ như vậy mà chưa chắc đã giống như mình nghĩ. Bà cũng trọng tuổi rồi, đừng có ăn nói hồ đồ mà hại cái thân đó nghe. Bà nói gì với con đẹp bà còn nhớ không? Cậu ba nhà này không phải là người dễ bị xúc phạm tới thanh danh đâu đó. Bà muốn sống được yên thân cho qua ngày thì liệu mà giữ miệng, đừng có bà đâu nói đó mà chết lúc nào không hay á. Nè bà nhìn bà Tư đi, bà còn chưa được trọng thì nói chi tới bà. Tôi nói lần cuối, tôi coi như bà chưa nói gì với con đẹp. Nhưng nếu trong nhà này còn ai khác mà biết được chuyện này thì cái mạng của bà không còn giữ được nữa đâu. Bà biết tánh cậu ba rồi đó, bà lo bà giữ cái thân đi. Dạ. Đem ra dụ dỗ được không? Mày muốn tự tử, mày hèn hạ, chẳng lên làm
làm chủ rồi đòi ăn sung mặc sướng đấy chứ chị. Tao hỏi mày, cái thai là của ai? Hả? Mày cố tình có thai để buộc người ta nhìn nhận cho mày danh phận phải không? Thế tiện, nói gì mà cũng mưu sâu kế hiểm luôn, quá đi. Mày đánh nó như nào? Mày đánh ra, con này, mày trả tiền cho tao. Hả? Ai làm mày con thai? Hả? Mày trả tiền cho tao biết, ai làm mày con thai? Hả? Má, có chuyện chi mà sao con thấy má có vẻ lo lắng quá vậy? Nè, cớ chi còn lại về nhà chứ? Má đã dặn là con ở yên trên đó, đợi khi nào yên xuôi mọi chuyện thì con mới về mà. Con không nghe là má hay sao? Má, con không thể ở trên đó được. Sao vậy con? Con muốn nghỉ học một thời gian, đặng thu xếp chuyện riêng của con. Khổ lắm con ơi, con về đây rồi, rủi sanh chuyện không ai nữa thì sao? Chuyện gì chứ? Có phải là chuyện của Hường không má? Có chuyện gì mà bí hiểm vậy má? Nó có thai con à? Ừ. Có thai? Ừ. Bữa giờ cả nhà mình xào xáo vì nó nè, con về lúc này là không đúng lúc một chút nào. Má lo lắm con ơi. Ừ, nhưng Hường có nói cái thai đó của ai không má? Nó vẫn chưa khai gì hết. Mọi người chỉ suy đoán tùm lum mà, nhưng vẫn chưa đi tới đâu hết. Trọng. Dạ. Má hỏi thiệt con, con không can dự tới chuyện này đúng không con? Kìa má, không lẽ má nghi ngờ con sao? Không, tại vì má thấy bất an trong lòng nên hỏi vậy thôi. Chứ má biết tánh ý con mà, con là đứa nhút nhát lại được học hành tử tế, thì con làm sao dám làm chuyện tài trời như vậy chứ. Má tin con như vậy là được rồi. Chứ con đâu có lớn gan dữ vậy. Nhưng có nghi ngờ ai không má? Thì ngoài thằng hai ra còn đứa nào khác nữa chứ. Cũng do nó nhiều lần gạ gẫm muốn cưỡng đoạt con Hường nên ai cũng nghi ngờ nó. Đó cũng là suy đoán của mỗi người thôi mà. Nhưng mà bây giờ Hường ở đâu má? Nó đang bị giam ở dưới chòi á. Ngày mai đưa nó ra đình, đặng mấy ông hương chức hội tề xử phạt đó. Chuyện này sao làng lại đòi xử? Hường là đệ tớ của nhà mình thì phải do nhà mình định đoạt chứ má. Nói ra dài dòng lắm. Một phần cũng do cha con đã lập ra những cái phép tắc luật lệ này, nên giờ người ta theo đó mà mần thôi. Thời buổi này rồi mà vẫn còn dùng mấy cái tục lệ cũ kỹ này hay sao? Trọng. Dạ. Con tính đi đâu vậy? Nghe má, con đừng có dính líu tới chuyện của con Hường nữa. Má, không sao đâu, con không có mần chuyện chi quấy đâu. Má an tâm nghe. Rót đi. Do đây này. Cho tôi miếng nước. Không ăn rồi uống hoài vậy. Ăn nha. Làm ơn cho tôi miếng nước. Rót tiếp đi. Ê, nó xin nước rồi tụi bay. Mày muốn uống nước hả? Ở đó cho mày chết khát luôn đi. Mày uống nước là bị giống gì? Uống làm cái gì? Do tụi bay chết luôn rồi. Do nó khát, kệ nó đi. Tôi cầu xin mấy anh cho tôi uống miếng nước. Cho nó uống đi. Mày lại nhảy hoài. Mày muốn uống nước phải không? Được, tao cho mày uống nè. Uống nước phải không?
Mấy người thì dạ, có tất nhân, cho dù người ta có phạm tội chi dạ, dạ, thì cũng phải được đối xử đường hoàng chứ sao đối xử với người ta như vậy. Dạ cậu Tư Trọng, ai dung túng cho mấy người làm những chuyện tán tận lương tâm này? Đúng lúc người ta xa cơ lỡ giận rồi đối xử với người ta như vậy sao? Tôi sẽ nói chuyện này với bác cả để coi mấy người có thoát tội hay không. Mở cửa cho tôi. Dạ. Dạ mời cô Tư. Rồi cũng biết. Dạ 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 cô Tư. Hương nè. Cậu Tư, tôi không về, em lại ra nông nổi như vậy, em có sao không? Hương à, tôi mới vừa về, nghe má tôi kể chuyện của Hương nên tôi xuống thăm. Hương tiểu tụi lung quá, người ta hành hạ Hương dữ lắm phải không? Tôi cứ thấy ân hận và dây dứt trong lòng. Lẽ ra tôi không nên bỏ mặc Hương một mình ở đây, đặng cho người ta bạc đãi và khinh rẻ Hương như vậy. Cậu đừng có dằn vặt mình nữa, em đâu có oán trách gì cậu đâu. Tôi biết Hương không giận tôi, nhưng làm sao tôi có thể tự tha thứ cho mình được? Chỉ vì một phút bồng bột mà tôi đã khiến cho Hương lâm vào hoàn cảnh như ngày hôm nay. Phải chi đêm đó tôi không dắt Hương chạy trốn, phải chi tôi biết suy nghĩ thấu đáo hơn. Hương à, tôi hối hận lung lắm. Số mệnh em đã như vậy rồi, em có khổ thì cũng phải ráng mà chịu. Mà sao cậu lại về đây? Cậu không ở trên tỉnh mà học đi. Tôi không muốn học nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi. Cậu đừng có nói như vậy, bà ba nghe được, bà ba buồn lắm. Nhưng mà tôi thấy lo cho Hường lung lắm. Nghe má tôi nói, ngày mai phải đưa Hường ra làng cho đình tổng xét xử. Hường à, cứ chi Hường phải giấu tên người đã hại đời Hường chứ. Hường phải kể ra, kể ra thì mới mong nhẹ tội được. Việc đã tới nước này rồi, Hường đừng có dại dột mà chịu một mình. Có tôi về rồi nè, tôi sẽ không để họ ngược đãi Hường đâu. Hương à, Hương tin lời tôi, Hương nói ra cho tôi biết đi, tôi sẽ đứng ra xin giảm nhẹ tội cho Hương. Có phải Hương bị cưỡng bức không? Nếu đúng như vậy, Hương chỉ là nạn nhân thôi, chứ đâu có phạm tội tày trời như người ta nói đâu. Hương à, Hương nói đi, tôi muốn Hương nói thật lòng với tôi. Chú nói là sao? Có chắc nó nói thủ phạm là Hai Hoàng không? Dạ, tôi nghe không rõ, nhưng mà tôi dòm cái miệng nó nói rõ cái tên của cậu Hai. Mấy lần nó đều nhắc cái tên của cậu mà. Sao bà đánh tôi? Cái đó là con Hường nói chứ đâu phải tôi. Chú đi trình cái kiểu gì vậy? Phải lóng tai mà nghe cho rõ từng chữ chứ. Nếu nó khai tên thằng Hai Hoàng thì trở tay sao kịp. Dạ, nó chỉ mấp máy cái môi, chứ thật sự tôi không có nghe. Lúc đó chỉ có cậu Tư là nghe rõ thôi. Ngày mai là phải dẫn nó ra đình rồi, mình phải có cách chi chứ, để nó nói tên cậu Hai thì làm sao hả bà? Trời ơi là trời. Dạ, cái thằng này nó làm khổ tôi mà. Cớ chi mà lại tằng tiều với con đầy tớ ở trong nhà, để bây giờ rơi vào cảnh nguy khốn như vậy. Ra ngoài đường, thiếu gì phụ nữ, muốn chơi bời trác tán làm cái gì thì cứ ra đường làm. Ham vui chi chốc lát rồi bây giờ thân bại danh liệt vậy nè. Bà, cậu Hai cô bộ sắp gặp nguy hiểm phong 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 bà.
Vậy là con Hường sau này nó sẽ khai khẩu ra thiệt đó. Hay là bà để tôi cho nó một nhát dao là êm chuyện à? Đừng có mần chuyện hồ đồ. Làng tổng biết thì làm sao ăn nói với mấy ổng. Mà việc tôi dặn chú đưa tiền cho mấy cái thằng canh giữ và chăm sóc con Hường, chú mần chưa? Bà an tâm, tụi này mà cho tiền càng mạnh tay á thì nó sẽ làm mạnh lung nữa. Một ngày nó đánh 5-7 lần, con Hường bây giờ thê thảm lắm. Tụi nó cứ tưởng tiền đó là tiền của bà Hai cho, không ai nghi ngờ bà hết. Nhưng nói thiệt với bà nha, tôi vẫn cứ thấy lo cho cậu Hai. Bà tính sao bà? Như vậy nè. Dạ thưa bà, con đem nước giò gạo vô cho bà rửa mặt nè bà ơi. Mày vô đi. Dạ thưa bà, mấy bữa nay bà rửa mặt bằng nước giò gạo, bà có thấy công hiệu chưa bà? Da dẻ có mịn màng không bà? Nè, mày có nghe ngóng tin tức gì được bên đó không? Dạ, con nghe được một tin rất là hệ trọng. Cậu Tư xuống thăm con Hường. Nó đã nói cho cậu Tư biết kẻ hại đời nó là ai rồi đó. Nó khai làm sao? Cái đó thì con không có tỏ. Nhưng mà con thấy suốt cả buổi chiều nay á, ông quản gia ở trong phòng bà cả suốt luôn. Chắc là bài mưu tính kế chứ làm chi. Bà Hai à, nếu bà không lên tiếng á, con e là họ sẽ mần chuyện bất lợi cho bà đó. Mấy bữa nay á, con Hường bị đánh đập tra khảo suốt à. Nếu mà nó không chịu nổi á, nó ra đình khai bậy khai bạ theo ý của họ là sẽ bị tổn hại tới danh tiếng của cậu ba đó bà. Tao đang chờ thằng Ba Lâm về đây để hỏi ý nó coi làm sao. Nhưng mà nó đang giao dịch làm ăn ở xa, không biết chừng nào nó về kịp nữa. Ngày mai là đưa con Hường ra đình rồi đó bà. Tao biết rồi. Bây giờ con phải mần chuyện gì nữa hả bà? Nè, mày xuống chọi canh chừng cho tới sáng. Dạ. Một chút nữa cơm nước xong, tao sẽ qua phòng bà Ba dò hỏi coi thằng Trọng nó có tiết lộ manh mối gì không. Dạ. Đang còn biết mà định liệu. Dạ. Thiệt, mấy chuyện này mà không có thằng Ba Lâm ở nhà, tao không biết phải tính làm sao hết á. Dạ, thôi vậy để con đi liền. Thưa bà con đi. Ba Lâm à, mau về đây đi con. Nếu như đêm nay mà không về tới nhà thì sáng mai mọi chuyện đã muộn rồi con ơi. Em Ba ngủ chưa đó? Dạ, mời chị Hai vô chơi. Đêm nay nóng nực quá nên khó ngủ. Tính qua phòng em tâm sự một chút cho nó đỡ buồn phiền. Chị Hai uống nước. Sao vậy chị? Chị lo chuyện mời đem con Hường ra đình xử tội phải không chị? Nếu con Hường nó khai đúng sự thật á thì chị chẳng lo chi hết. Đằng này sợ mấy kẻ ném đá giấu tay xúi dục nó khai gian thì người ngay phải bị hàm quan rồi. À, thằng Trọng đâu rồi em? Dạ, nó mới ở đây mà chị. Chắc nó đi dạo ngoài sân đó chị. Nghe nói hồi chiều nó có xuống thăm con Hường. Nó có kể chuyện cho em nghe không? Ủa, nó có xuống đó hả chị?
Em thấy nó im lìm chứ có nói gì đâu. Vậy mà chị tưởng thằng Tư Trọng nó kể hết cho em nghe rồi chứ. Có việc chi sao chị? Nghe nói con Hường nó đã kể cho thằng Trọng tên cái người đã làm cho nó mang thai đó. Dạ không, thằng Trọng nó không hề nói chuyện đó với em. Chắc nó cũng chưa biết đâu chị à. Kỳ dữ không? Hồi nào tới giờ nó rất nghe lời thằng Tư Trọng. Không lẽ nó lại giấu luôn thằng Tư Trọng sao? Em ba, em còn thức không? Dạ, mời chị cả vô. Ủa, em hai đó hả? Em cũng qua đây chơi sao? Đi ngang á, thấy phòng em ba còn sáng đèn nên vô nói chuyện phiếm với em ba đó mà. Dạ em mời chị cả. À cảm ơn em. À, qua nói chuyện phiếm hay là qua dò la tin tức vậy cả? Chị cả khéo nói chơi quá ha. Ta nói ở đời đừng có suy bụng ta ra bụng người. Vậy chứ chị cả qua đây gặp em ba có chuyện gì? Thì cũng như em thôi, nóng nực không có ngủ được, cho nên kiếm người nói chuyện chơi vậy mà. Chị cả, chị hai, hai chị tới một lúc như vậy thiệt tình là em vui lắm. Mong hai chị nể tình em mà ngồi lại đặng chị em trò chuyện. Chớ đừng có gì mấy cái chuyện không đâu mà làm mất lòng nhau. Hơ, người ta lo lắng tới mất ăn mất ngủ, còn lòng dạ nào mà chuyện phím nè em ba. Ai có lo lắng thì người đó tự biết à. Chứ còn chị hả? Chuyện gì mà phải suy nghĩ cho mệt trí. Em coi đó, ở đời mà có ai đối xử với người ăn kẻ ở trong nhà nhân từ độ lượng như chị không? Nói nạo ngay, ở hiền thì gặp lành thôi em à. Dạ em biết. Bà hai, bà cả ơi, có chuyện gì vậy? Ủa, mấy bà ở đây hết rồi. Con chào bà cả, con chào bà hai, con chào bà ba. Có chuyện gì vậy? Cậu Ba Long về rồi bà ơi. Ồ, thằng Ba về hả? Dạ. Mô Phật. Dạ chào con bà. Con về đúng lúc thiệt đó Ba Lâm à. Ở nhà có chuyện lùm xùm, má cứ trông ngóng con về đặng thu xếp cho êm xuôi. Con vừa về tới đầu làng thì đã bị ông Hương Tề chặn lại, kể hết đầu đuôi cho con nghe rồi. Bây giờ con Hường đang bị giam ở dưới nhà hả má? Ờ, bị nhốt với chòi đó con. Nó có khả gì không? Không, con đó nó gan to lắm. Tới giờ này mà nó không chịu khai tên ai ra hết. Vậy cho nên má mới sợ có người dựng chuyện đánh đập ra khảo nó, bắt nó phải làm theo ý họ. Lúc đó biết tính thì sao chứ. Mà cũng may là con về kịp đó. Ba Lâm, trời ơi con ơi, con về thì mà thấy an tâm lắm. Bữa giờ chỉ vì cái chuyện này mà gia đình mình xào xáo, nghi kỵ lẫn nhau, có người còn nghi ngờ anh hai con là thủ phạm nữa chứ. Con về nhà nãy giờ, tại sao lại không thấy anh hai? Chắc là nó đi chơi đâu ở ngoài rồi. Con, nói nạo ngay, anh con tuy có tật ham chơi, nhưng chuyện con Hường, má nghĩ không có can dự gì tới nó hết á. Ba Lâm mà con có cách nào, đừng có để con Hường nó ra trước làng được không con? Má lo là nó bị tra khảo, nó sẽ khai bậy, nó làm mất thể diện của gia đình mình đó con à. Chị cả à, bữa giờ chị lo chắc cũng cực khổ lung lắm rồi. Bữa nay thằng Ba Lâm nó về tới, chị cứ để nó xử lý mọi việc. Chị đỡ phải khổ tâm cực trí tính kế này bài mưu nọ nữa phải không chị? Con à, má muốn con gặp con Hường tra vấn trước khi nó bị đưa ra đình cho làng xử trí. Dạ, má cả cứ để con lo việc này. Anh ba, anh cho gọi em hả anh ba? Anh vừa về tới nhà chưa kịp nghỉ ngơi mà đã có chuyện phải cậy tới anh rồi. Trọng,
Em có nói chuyện với Hương rồi đúng không? Cổ có nói ra là tên người nào làm cổ mang bầu chưa? Dạ có. Em có hỏi, nhưng mà Hương nhất định không chịu nói. Ngay cả với em mà cổ cũng đi giấu tên người đó sao? Em nói thiệt mà anh ba, nếu mà cổ nói với em á, thì nhất định em sẽ nói lại cho anh ba biết. Vậy em có nghi ngờ ai làm chuyện đó không? Dạ, em cũng không dám nghi ngờ ai hết. Em ở riết trên tỉnh. Đến khi hay tin á, thì em mới quay về. Em cũng thấy bất ngờ lắm. Trọng. Dạ. Em có nghĩ là em cũng đang bị tình nghi hay không? Dạ. Tại vì thời gian qua, em với Hường đối xử với nhau rất là tốt. Coi bộ cũng thân thiết lắm. Với lại, em cũng đã dắt cổ bỏ trốn vào đêm khuya. Dạ thưa anh ba, anh không biết tánh em hay sao mà anh hỏi em như vậy. Tại vì do em cũng hay mũi lòng trước những hoàn cảnh éo le, đôi khi em hay ra tay giúp đỡ người khác vậy thôi. Chứ cái chuyện động trời như vậy em không dám làm đâu anh ba. Thật ra anh cũng chỉ nghe thiên hạ họ dị nghị thôi, chứ anh có khẳng định đó là em đâu. Cớ chi em lại hốt hoảng như vậy? Anh ba à, việc này á bị người ta đồn đãi tùm lum hết. Thiệt ra người mà họ nghi nhất là anh hai đó anh. Anh hai cũng mấy lần tính giở trò tằng tẹo với Hường đó. Mà em nói cái này anh đừng có giận, người ta cũng nghi ngờ cả anh luôn đó. Ủa, anh mà cũng bị tình nghi sao? Dạ. Họ nói thấy anh vô chọi của Hường hôm đó, rồi nghe tiếng của Hường. À, anh nhớ rồi. Thì ra là như vậy. Anh ba, tới bây giờ mà Hường vẫn kiên quyết không chịu khai ai ra hết, nên mọi người cứ nghi kỵ và nghi ngờ lẫn nhau. Em lo ngày mai ra đình cậu sẽ bị làng dụng nhục hình tra khảo, rồi bấn loạn tâm trí. Lỡ khi lúc đó Hường khai khống ra một tên ai đó, rồi lỡ rơi vào ba anh em mình, thì tai hại cho danh tiếng gia đình mình lắm. Anh à, em có ý này anh coi được không? Em có cao kiến gì hả? Trong lúc em nói chuyện với Hường, vô tình cổ nhắc tên một người mà người này đã từng cưu mang cổ trong thời gian vừa qua. Em thấy họ cũng thân thiết với nhau lắm. Em nói tới ai đó? Dạ, là Điền, con của tá Điền Bụng đó anh. Chính nó đã giấu cổ và đi lại thăm nom cổ trong suốt thời gian cổ trốn ở miếu. Hả? Thằng Điền? Dạ. Con Hường có nói mí cho em biết hay sao? Dạ không. Hường chỉ lấp la lấp lửng. Nhưng mà theo em thì thằng Điền là người khả nghi nhất đó anh ba. Vậy là anh biết mình phải dùng kế chi rồi. Dẫu sao thì cũng phải có người đứng ra chịu tội, còn hơn là trong ba anh em mình bị bêu rếu, lúc đó thì mang nhục. Anh ba, anh tính làm gì? Em xin anh đừng làm tổn hại tới Hường. Cô đã khổ sở lung lắm rồi anh à. Em thiệt chẳng có chút chí khí đàn ông chi hết. Dạ. Vậy thì làm sao mà làm được chuyện lớn hả, Tứ Trọng? Anh ba, hay là để em xuống năn nỉ dỗ ngọt cổ một lần nữa coi sao nha. Bây giờ đi năn nỉ cũng trễ rồi. Tại vì sáng mai mình phải có câu trả lời cho mọi người rồi. Liệu có làm cho cổ siêu lòng được hay là không, hay là chỉ thất công vô ích? Dạ, em muốn thử một lần cuối cùng anh à. Nếu em thất bại thì mọi việc sẽ tùy anh xử trí, em sẽ không dám can dự vô nữa đâu. Anh bằng lòng với em nghe anh ba. Thôi được rồi, anh cũng để cho em tội nguyện đó. Nhưng mà phải nhớ, anh không đủ kiên nhẫn để chờ tới sáng đâu đó. Cậu Tư à, em xin cậu, em không mận chuyện bất nghĩa như vậy được. Vô duyên vô cớ, sao em lại có thể vu oan giá họa cho người đã cưu mang để giúp đỡ em được? Em làm như vậy có khác gì là ham sống sợ chết. Mặt mũi nào mà em dám nhìn anh Điền nữa? Nhưng mà nếu mà Hường không khai ra thì Hường sẽ chết. Hường à, cứ chi Hường phải che giấu cho kẻ đó chứ. Hường à, Hường chỉ cần nói tên kẻ đó thôi, Hường sẽ được nhẹ tội mà. Bây giờ Hường cứ im lìm như vậy không phải là thiệt thòi cho Hường sao?
Em nói chuyện này không can dự chi tới anh Điền. Cớ chi cậu lại ép buộc em phải làm hại ảnh chứ? Anh Điền không phải là hạng người đê tiện. Cậu tha cho anh ấy đi. Hương à, nhưng Hương phải nghĩ cho Hương chứ. Tôi nói rồi, bây giờ chỉ cần Hương chịu khai ra thằng Điền á, thì anh ba tôi sẽ có cách lo cho Hương thoát tội. Tôi đã nói cạn lời với Hương rồi, Hương nghe lời tôi đi. Em không mận như vậy được đâu. Cho dù có chết em cũng không làm như vậy được. Nếu Hương không nghe lời tôi á, thì tôi chắc chắn rằng Hương sẽ bị tra khảo đánh đập cho tới chết đó. Hương nè, Hương không nhận ra tấm lòng của tôi đối với Hương hay sao? Ai mượn mày lo cho để tao? Để con bảo cho cậu hai. Cậu tránh hai ra. Sai rồi. Tránh ra, tao không cần ai lo cho tao hết. Dạ con chào cậu ba. Anh hai, anh là anh cả trong nhà, vậy mà trong nhà xảy ra chuyện tài trời như vợ, anh không hề quan tâm tới mà cứ ung dung đi chơi là sao vậy anh hai? Ý em hỏi là chuyện con Hường đó hả? Tôi hỏi thiệt, anh không lo lắng gì sao? Rồi sáng mai trước mặt mọi người, con Hường nó khai ra tin anh thì sao? Em á nghe, thiệt là khéo nói chơi quá à. Chuyện của con Hường anh không có dính líu gì tới cái thai của nó hết á. Anh tin chắc như vậy à? Anh nghĩ là con Hường nó sẽ không khai tin anh ra sao? Chứ sao nữa? Còn như mà nó khai bậy á, là có người ép buộc nó đó ra. Ý anh nói là anh không hề làm chuyện đó à? Không hề. Anh thề với em đó bà Lâm. Chứ chẳng phải có lần người ta bắt quả tang anh đang sàm sỡ con Hường sao? Thôi đi bà Lâm ơi, mình là đàn ông mà, thấy gái đẹp thì ghẹo chơi một chút, chứ có hại chi người ta đâu. Mà cái chuyện con Hường á, nó mang thai, anh không có càng dự gì tới nghe. Anh có chứng cứ sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy anh không có sai. Nhưng mà anh nghĩ biết đâu chuyện đó nó còn la to chuyện hơn. Tôi chưa hiểu ý anh nói. Bà Lâm, người ta nghi ngờ anh, nhưng mà anh nhìn cái bản mặt của em có vẻ là căng thẳng hơn anh. Nhưng mà chuyện đời mà, khó có bao giờ có thể nói trước được. Người ít tình nghi nhất nhiều khi lại là người có tội à nghe. Có chết em cũng không đổ quan cho anh Điền được. Tôi trốn. Anh ba, em đi ra ngoài. Cô sắp ưng rồi anh. Anh cho em năn nỉ thêm một chút nữa nha. Anh kêu em đi ra ngoài. Cậu ba, cậu tha cho tôi nghe cậu. Cô nghe cho rõ đi, hoặc là sáng mai cô ra đó nói cho mọi người biết chính thằng Điền đã làm nhục cô. Hoặc là đêm nay trong nhà này
Quăng kia đuối vô trời đi. Đừng như vậy mà anh muốn thiêu chết người hay sao? Em xin anh đó, để em năn nỉ cổ lần nữa đi anh. Hường ơi, con nghe lệnh ba đi Hường. Anh ba tôi nói là làm đó Hường ơi, đừng có chọc giận anh mà. Hường, Hường có nghe không Hường? Thì trốn, anh bị đốt thì đốt. Anh ba, đừng có như lên thôi. Anh ba ơi, em xin anh, em không thể nhẫn tâm như vậy được đâu anh ba. Anh ba, đừng anh ba. Đừng mà anh ba, em xin anh đó. Anh ba, Hường ơi, Hường. Nghe là Hường, cô nói đi mà Hường. Ba ơi, cậu ba. Hường ơi Hường, cô nói đi mà. Nói với gia nhân để ăn sáng ngày mai dẫn cô ra đình đúng như đã hẹn. Dạ dạ, em cảm ơn anh ba. Không sao đâu Hường. Buông tôi ra. Nè, có chuyện gì mà mấy ông bắt tôi? Tôi có làm chuyện chi quấy đâu. Ủa Hương, cớ chi mà cô bị bắt rồi tra xét như một tội nhân vậy? Điền, mày nghe làng hỏi đây. Dạ. Con Hương là tôi tới trong nhà hội đồng Bùi bị chữa quan. Nó khai nhận mày đã dụng lúc nó trốn tránh trong miếu tới lui thăm hỏi rồi cưỡng bức nó, có đúng vậy không? Nè, mấy ông nói gì kỳ lạ vậy? Tôi không bao giờ bằng việc đê tiện nó. Vậy có phải mày dẫn nó tới miếu rồi giấu nó trong đó không? Rồi hàng ngày lén lút tới thăm nom nó, có đúng như vậy không? Dạ thưa quan, chẳng qua là con thấy cổ bị người ta rượt đuổi rồi hiếp đáp nên con mới thấy cổ tội nghiệp quá, kêu cổ trốn trong miếu đi. Mà ở trong miếu thì đâu có chi ăn đâu, thiếu thốn đủ thứ hết, cho nên đêm con có đem đồ ăn cho cổ. Nè, mày nói đêm mày tới đó phải không? Dạ. Vậy là rõ ràng quá rồi. Nhưng mà tôi không có cưỡng bức cổ. Tôi thiệt lòng là muốn giúp đỡ cổ mà. Tôi không bao giờ bằng chuyện xấu xa đó. Cô Hường, cô nói sự thật cho mọi người biết đi. Nói đi cô. Cô Hường. Thì chính cô Hường đã khai ra mày chứ ai. Hả? Dạ bẩm quan, cô Hường không thể nào đổ oan cho tôi được. Chắc là mấy người ép cổ thôi. Hường, trước mặt làng hãy nhắc lại lời mày nói khi nãy cho thằng Điền nó nghe đi. Có phải chính thằng Điền nó cưỡng bức mày không? Cô Hường, cô nhìn thẳng vô mặt tôi nè. Cô nói đi, cô bị người ta thúc ép rồi khai ra tôi đúng không? Nhưng đó đâu phải là sự thật đâu. Tôi không bao giờ làm chuyện gì khiến cô uất ức hết. Có thằng khóm làm chứng cho tôi mà. Tôi chỉ muốn giúp cô thôi. Không lẽ cô có thù chi với tôi cho nên cô mượn việc này để báo thù tôi hả? Điền, mày im đi, hãy để cho nó nói. Cái chối tội của mình hoài. Giải tôi với nó nghe được mà hành động. Cái thai trong bụng tôi là của anh Điền. Hả? Cô đừng có gạt mọi
lần này nữa, cô nói sự thật đi. Im lặng, cho nó nói. Khi tôi trốn trong miếng, anh tới lui, rồi thôi dịp đó cưỡng bức tôi. Không phải, không phải như vậy đâu. Cái gì chứ? Tôi nói sạch luôn vậy cô Hương. Quay, quay ức cho tôi lắm. Quay cho con lắm Hoàng ơi. Con không có bằng việc đó. Cô Hương, con nói vậy mà nghe được kia sao? Cơ chi, con đổ tội cho tôi chứ. Tụi bay, hãy bắt nó lại, nhét dễ vô miệng nó. Không, rồi dẫn đi. Dạ ông quản gia. Dạ ông quản gia ơi, cho tôi hỏi nhờ chút xíu. Cậu ba kêu tôi mang trà ra đây, rồi nói ông ngồi chờ cậu. Cậu ba đang bằng việc gì trong đó vậy chú? Cậu đang tiếp mấy quan viên của làng. Chú có biết chừng nào xong không vậy chú? Việc của cậu xong hỏi tôi? Tôi đâu có biết. Chắc tới trời ơi mới xong á. Giờ cũng trưa rồi còn gì nữa. Còn bàn chuyện thế sự, xong rồi còn ăn uống nữa chứ. Ăn uống thì chắc chắc nhanh hả chú? Cũng có khi cậu ba còn đưa mấy ổng đi coi hát. Vậy vậy tới khi nào cậu mới xong vậy hả chú? Chắc tới khuya rồi đó. Nãy giờ chú đang nói chơi với tôi hả chú? Tôi đâu có rảnh mà giỡn với ông. Ông coi á, chờ được thì chờ, không chờ được thì ngày mai tới. Nhưng cậu ba kêu tôi tới đây để gặp cậu mà. Ông với mấy vị quan viên ai quan trọng hơn? Thôi, cậu đã gọi ông tới á, yeah, gọi đi chờ đi. Dạ. Yeah. Chú à, chú. Mày sao rồi Hường? Hổm rày một thân một mình ở dưới này mày có sợ không? Nói nào ngay, tao ở đây cũng lâu rồi, mà có khi nào tao dám lội xuống đây đâu. Toàn là rắn rít, mũi mọng không hà. Nè, thức ăn của mày nè, tao có lén mua mấy trái bắp để lén đem xuống cho mày, để mày có đói á thì ăn thêm. Mày đừng có buồn nữa, ráng sống mà lo cho đứa nhỏ sau này nghe chưa. Tôi cảm ơn chị. Thôi đi, ơn nghĩa chi cho thất công. Cũng may á là cậu ba sắp thành hôn, nên ai á cũng bận tối mắt tối mũi, không có ai mà nhớ tới chuyện của mày hết á. Cậu ba lấy vợ hả chị? Thì cậu cũng phải đã tới lúc thành gia lập thất chứ. Mà coi bộ mày ngạc nhiên quá hả? Hả? Hay là có dính líu gì tới cậu? Thiệt ra người buồn khổ nhất là tao mới đúng nè. Chị nói cái chi kỳ vậy chị? Thôi,
Tao buồn nên mới đối chơi vậy mà. Mày cứ lo cho phận của mày đi, đừng có để ý tới tao. Hường nè, mày có biết cớ chi phải nhốt mày tận ở dưới này không? Tại vì người ta không có muốn nhắc tới mày nữa. Mai này mày sanh xong rồi má con mày biết sống làm sao đây? Không lẽ phải bị nhốt cả đời như vậy? Khổ thiệt. Hường, tao hỏi thiệt nghe, chỗ tao với mày hồi giờ coi nhau như chị em, mày đừng có giấu nữa. Cho tao biết cha của đứa nhỏ là ai đi. Có phải là của cậu hai không? Mày nói đi, tao không có học lại với ai đâu. Hả? Mày không có tin tao thì thôi, tao về đây. Con của má biết không? Má không muốn cho ai biết tên cha của con, là bởi vì bất đắc dĩ thôi. Má sợ nếu như khai thiệt, má con mình không tránh khỏi tai họa đâu. Nhất định má sẽ sanh con ra, người con lớn lên, chờ tới ngày con được cha con nhìn nhận thì má mới yên lòng. Dạ. Dạ xin chào. Lên này, lên này. Dạ chào hai bà. Dạ chào ba. Dạ chào. Dạ. Chào. Dạ chào bà. Xin chào mọi người. Đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Dạ, đầy đủ hết rồi hả? Đẹp quá. Ủa, mà thằng ba mới đây mà nó đi đâu rồi? Sắp nhỏ đâu? Vô hối thúc cậu ba mau lên coi. Con nè má. Má làm gì con trốn đi đâu không bằng vậy? Hôm nay con là người quan trọng nhất, má không lo làm sao được. Thôi mọi người lên đường đi, để qua giờ lành nha. À vậy là nhà mình xong rồi đó, chuẩn bị đi nghe. Dạ. Rồi rồi, bưng bả đi các cháu. Vô đây. Dạ. Rồi, đi đi qua, đèn đầu cái của anh nè. Rồi. Đi đi đi, đi từ từ ra hen, coi chừng rớt đồ đó nghe chưa? Cậu ba ơi, cậu ba. Cậu ba ơi, cậu ba. Cô chết rồi cậu ba ơi. Cái gì mà chết? Đám cưới người ta mà nói bánh lát bánh xàm gì vậy? Giả danh đâu? Giả vô mặt nó cho tao. Dạ, thưa bà. Mày dám hổn với bà, đừng tới lại. Dạ cậu ba. Buông nó ra. Có chuyện gì chứ? Cậu ơi, đám rượu mấy rặng cây tự nhiên bốc cháy. Hả? Tụi con lấy nước ở dưới đìa để tát, nhưng lửa lớn quá, cháy hết mấy công. Cớ chi là xảy ra chuyện bất thường như vậy? Cái này là có người đốt rồi. Mày có biết đứa nào bằng chuyện này hay không? Dạ, nghe nói hồi sớm mơ có một người thấy một người đàn ông lẩn giỡn quanh đó, mà in như có cầm theo cái bình dầu nữa. Thằng nào mà gan to lung vậy? Dạ, người ta nói dòm giống điền lắm.
thằng điên hả? Dạ. Chứ nó bị đuổi ra khỏi làng rồi mà. Bởi vậy cho nên nó mới sanh lòng oán hận, nó mới quay lại phá mình đó nè. Bây giờ kêu ông bụng cha của nó tới tra hỏi coi ra sao. Có chắc là nó không? Chắc chắn là nó đó cậu ba. Hôm qua cũng có người thấy nó lai vãng ở làng bên. Hình như nó làm cho ông Chành Lưu đó cậu. Bà Long, bây giờ em xử lý cái việc này sao đây? Từ khi cha còn sống cho đến ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên có người dám đốt ruộng của nhà mình. Nó mần vậy chẳng khác chi nó bí mật gia đình mình chứ. Nếu như mình không nghiêm trị, biết đâu chừng nó xúi dục tá điền làm loạn, còn hại hơn nữa. Bà Lâm à, chuyện con đi cưới vợ là hệ trọng hơn. Con để việc này cho anh hai con lo là được rồi. Hôm nay không có con thì không thể rước dâu được. Phải đó con. Đúng đó bà Lâm. Để anh đi tìm thằng Điền, lôi cổ nó về đây, đánh cho nó một trận. Em nhân từ độ lượng với nó như vậy mà nó cứ ôm hận trong lòng, nó quay lại lấy oán báo ơn, thì con ra thể thống cái chi nữa. Thằng này á, nó coi thường anh em mình quá mà. Tự tay tôi sẽ bắt thằng Điền về đây, để tôi đi tìm nó. Con, ba Lâm, quay lại đi con à. Việc đó có người khác lo rồi, con phải đi rước dâu chứ. Không được má à, con phải đích thân ra tay. Nếu không ngăn chặn kịp thời, e rằng nó sẽ đốt nhà mình luôn đó. Ba Lâm, ba Lâm, tụi bay mau chạy theo cậu ba dạ, đi. Dạ, dạ, dạ. Hai Hoàng, con còn đứng đó làm gì? Kéo ba Lâm về cho má đi. Dạ, thưa bà con đi. Ba Lâm, ba Lâm à, ba Lâm ơi, con quên hôm nay con là chú rể hay sao chứ? Ừ. Không có ba Lâm thì làm sao đi rước dâu đây chị cả, chị hai? Từ đây lên tới nhà gái rất là xa. Nếu như mình không đi liền á, e không kịp giờ. Hay mình dời qua ngày khác hả chị hai? Không, bằng bất cứ giá nào thì hôm nay cũng phải đi rước dâu. Nè em, hôm nay không có chú rể thì sao đây? Bây giờ không có chú rể, mình tới nhà gái mình ăn mình nói làm sao với người ta đây hả em? Chị cả nói đúng á chị hai. Hay mình đợi ba Lâm quay về rồi hãy đi. Đợi thì biết tới chừng nào. Mà nếu để qua giờ lành á, thì rước dâu về đâu có tốt. Lần trước đám hỏi đã không có ba Lâm, lần này á, nó cũng không có mặt. Em sợ họ nhà gái họ không có ưng bụng đâu. Có khi họ cho mình á, là coi thường họ, rồi sanh ra mít lòng thì sao? Nhất định là tôi phải rước dâu trong ngày hôm nay mà. Tôi không thể trì hoãn cái đám cưới này được. Nhưng mà mình phải đợi ba Lâm về mới đi được chứ chị hai. Thôi được rồi, tôi có cách này. Hả? Con... Dạ má hai. Con làm chú rể thay anh ba con đi. Ôi trời. Sao được má? Cái gì vậy? Dạ. Bằng vậy sao được? Kỳ lắm chị. Kỳ cái nỗi gì? Đã đến nước này rồi thì phải tùy cơ mà ứng biến thôi. Đừng có lo, tôi sẽ nói chuyện với đàn gái, chắc chắn họ sẽ thông cảm cho mình. Hệ trọng nhất là phải đón dâu cho đúng giờ lành. Đám cưới này phải được suôn sẻ, nếu không á thiên hạ sẽ bàn tán dị nghị. Em hai à, em suy xét kỹ chưa vậy? Chuyện này không có đùa được đâu ra. Tôi nói thiệt chứ tôi không có đùa giỡn gì hết á. Chẳng thà để thằng Trọng nó rước dâu thế chú rể, còn hơn là quỷ đám cưới mất chuyên con gái người ta. Mà mang tiếng thị phi thì làm sao người ta chịu cho thấu. Nó thay mặt cho anh ba của nó để giữ thể diện cho đàn gái thôi. Về đây á, thằng Ba Lâm á, thay thế Tư Trọng ra mắt tổ tiên, lúc đó cũng đâu có muộn mà. Nhưng mà... Tư Trọng à, giúp anh con làm chuyện này đi con. Ba, à, con... Vậy thôi xong rồi nha, mình đi rước dâu đi bà con ơi. Em hai à, em giận thì chị chịu, chứ chị không làm thí theo ý của em được đâu. Thở đời nào, có cái đám cưới nào mà ngược ngạo vậy đâu. Lỡ mà bên đó người ta không khứng thì có phải lớn chuyện không? Nếu chị sợ mất thể diện thì chị cứ ở nhà đi. Là do em nói nha. Nếu vậy thì chị sẽ ở nhà. Em muốn mần sau đó thì tùy. À, chị cả, chị cả, đừng có giận người chị cả đi. Còn em thì sao? À, em có sợ mất thể diện không? Dạ em. Em quyết định nhanh đi, để giờ lành rồi. Dạ, dạ vậy rồi, thôi. Vậy mọi người cứ đi đi nha. Đi đi bà con ơi, để trễ giờ lành đó. Đi con. Việc này nằm ngoài dự tính của tôi. Cứ tưởng là bà sẽ bỏ cuộc,
không ngờ bà lại làm liều như vậy. Mặc kệ, chứ biết tính làm sao giờ. Còn chuyện kia, chú sắp xếp làm sao rồi? Dạ, ông Sáu đã nhận tiền và hứa làm theo ý của bà. Lúc đầu, ông cũng sợ oai của cậu Ba Lâm lắm. Nhưng khi thấy bà cho tiền hậu hĩnh và bà hứa không bỏ mặc ổng thì ổng cũng an tâm. Vậy thì được rồi. Chú Tư nè, những điều mà tôi dặn á, ông nhớ nha. Dạ. Cho dạ. Đàng hoàng để mà dạ. Đón tiếp người ta nghe chưa? Dạ tôi sẽ đi làm liền. Anh Xuôi, ông ra đây. Cái gì? Thay chú rể hả? Mận vậy sao được? Bất đắc dĩ tôi mới mận như vậy. Nếu mà anh Xuôi không bằng lòng á, tôi đành phải quản đám cưới lại thôi. Thiệt ra thì chuyện này chỉ một mình ông anh biết thôi mà, chứ đâu có ai biết gì đâu. Mình cứ tiến hành làm lễ đi, rồi sau đó mình đi về dưới thì có Ba Lâm ở đó rồi. Mà nó bận bị chuyện chi mà lễ rước dâu cũng không có mặt? Ba Lâm nó tham công tiếc việc lắm, đã chuẩn bị đâu vô đó hết rồi mà tự dưng xảy ra việc, cho nên buộc lòng nó phải lại đi xử trí. Không lẽ hệ trọng hơn chuyện đám cưới sao? Cái hôm đám hỏi đã không có mặt, rồi bây giờ đám cưới cũng mất dạng luôn. Thiệt là nó cũng muốn cưới vợ hay là không? Anh Xui à, việc này có thể thương lượng được mà. Anh mà làm to chuyện á thì còn gì là thể diện của hai gia đình nữa? Hay là anh muốn hủy đám cưới? Đương nhiên là tôi không muốn hủy rồi. Vậy thì mình cứ cho tiến hành đám cưới theo đúng nghi lễ đi. Tôi đã tìm được người đóng thế gia chú rể rồi. Anh Xui đừng có lo, mọi việc sẽ yên ổn mà. Thôi mình ra ngoài đó đi, còn phải làm lễ nữa. Đi. Dạ. Dạ. Không ngờ thằng học trò trói gà không chặt lại là em trai của Ba Lâm. Thiệt đúng là trái đất tròn mà. Thôi chết, con Tú vậy là rơi vô lịch cảnh quan trái rồi. Tình em mà lại duyên anh với khổ chứ. Mà thôi, mượt kệ nó, tới khi nào nó biết thì dán ra đóng thuyền rồi. Chỉ mong sao đám cưới trót lọt, đặng việc hợp tác mừng ăn của mình sắp tới với Ba Lâm thuận lợi hơn. Dạ. Không sao, không sao. Có cái câu là gương vợ lại lành. Chắc là chú rể mừng vui lung quá nên mới luống cuống rồi thôi. Bà Lắp, lấy cái ly khác đi.
sao vậy? Đừng mừng như vậy. Dạ, mời mời ba. Dạ, mợ ngồi nghỉ mệt đi. Chắc mợ đi đường cả ngày, rồi lại lo đãi đằng tiếp khách, nên cũng ể mình hả mợ? Thôi, để tôi lấy nước nóng cho mợ rửa mặt nghe. Tư Trọng đâu? Mợ hỏi cậu Tư hả? Chắc cậu về phòng nghỉ ngơi rồi đó. Chị ảnh về phòng nào? Phòng này của ai? Dạ, đây là phòng của cậu Ba Lâm. Tại sao đưa tôi đến phòng cậu Ba Lâm? Phòng này chẳng phải là phòng Tân Hương sao? Dạ đúng rồi mợ. Mợ ở đây chờ cậu Ba một chút nghe. Cậu đi lo công chuyện, chưa có về kịp. Chị nói gì tôi không hiểu. À, chắc là chưa có ai nói cho mợ nghe hết phải không? Chú để thật sự chính là cậu Ba Lâm đó. Vì hôm nay xảy ra chuyện bất ngờ, thành thử cậu Ba không có đi rước dâu được, cho nên mới nhờ cậu Tư thay thế á. Cậu Ba mới là chồng của mợ, chứ không phải cậu Tư đâu. Mợ. Dạ chào cậu Tư. Chị ra ngoài đi. Dạ, xin phép cậu mợ. Anh Trọng, tôi có nghe lầm không? Việc gì kỳ khôi quá vậy? Trả lời tôi đi. Đó là sự thật Tú à. Anh đối xử với tôi như vậy sao? Hèn gì, suốt buổi anh cứ lặng thinh không nói tiếng nào. Tôi đâu có về. Anh có biết bây giờ tôi đau đớn bẽ bàng như thế nào không? Tôi không có ý làm cho Tú buồn. Mọi việc đều tới quá bất ngờ. Tôi bị buộc phải vô thay thế anh tôi. Nhưng mà anh biết trước cô vô là tôi đúng không? Đúng. Anh ác lắm anh Trọng. Anh biết hết mọi việc từ trước. Vậy mà anh không đủ can đảm đứng ra lên tiếng cho mọi người biết chuyện của hai đứa mình sao? Anh hèn nhát luôn nha anh Trọng. Trời ơi, cớ chị duyên phận của tôi là éo le ngang trái như vậy chứ? Tôi xin Tú, Tú đừng to tiếng. Mọi người trong nhà mà nghe được thì không hay đâu. Anh lo điều gì? Anh sợ mọi người nghe được hả? Nếu họ biết thì sao chứ? Tại sao anh không lo gì cho tôi hết vậy? Anh không đau xót cái tình cảnh của tôi như vậy sao? Dạ má. Chuyện gì vậy? Trọng, con ra ngoài đi. Dạ. Anh báo lại giải thích mọi chuyện như tôi rõ. Anh không được ra ngoài. Con cứ để nó ra ngoài. Má là má ba, má của thằng Trọng. Má sẽ kể hết đầu đuôi câu chuyện cho con nghe. Tú à, con là cô dâu mới về nhà chồng. Đáng lý má không nên nói với con những chuyện như vậy. Nhưng nếu không nói thì tội cho thằng Trọng. Nó là đứa có hiếu. Nó nghĩ tới công ơn của anh nó, lo cho nó ăn học, tới nơi tới chốn. Mình nửa lời nó cũng không dám cãi lại. Khi nghe tin má hai nó nhắm con là con dâu thì má biết đã xảy ra chuyện quan trái. Nếu con muốn trách gì thì con cứ trách má. Vì chính má là người một hai bắt nó phải đoạn tuyệt với con, chứ không phải thằng Trọng nó đoạn tình bạc nghĩa với con như vậy đâu. Chứ
nhưng con và anh chồng quen nhau trước thì đâu thể có lỗi với ai được. Con vẫn có quyền nói ra điều đó chứ. Con chưa hiểu hết cuộc sống của má và thằng Trọng trong cái nhà này nên con mới nói như vậy. Chứ thiệt ra Tú, má xin con, bao nhiêu tội trạng của thằng Trọng má xin gánh hết cho nó. Vì bây giờ con đã là chị dâu của nó rồi, hai đứa con phải cư xử cho đúng phép tắc chị dâu em chồng, chứ không thì mà chỉ biết lấy cái chết để tạ tội với ông bà tổ tiên. Mà nói vậy con hiểu rồi. Cảm ơn con. Thôi má về phòng đi. Cô là vợ tôi đó hả? Chị ba, chị đừng giận mà bỏ đi như vậy. Chị nghe tôi phân tỏ vài câu được không chị ba? Tôi không muốn nghe ai nói nữa hết. Tôi chịu nhục như vậy là quá đủ rồi. Có người vợ nào mà ngày đầu tiên về nhà chồng bị chồng coi thường tới nỗi mà không tới trước dâu, mà ngay cả một câu chào hỏi cũng không hề có. Anh ta là ai mà dám bỉ bạc tôi chứ? Đã vậy, tôi không cần ở lại căn nhà này thêm một khắc nào nữa hết. Khoan đã chị ba, chị mới về nhà nên chưa biết tánh anh ba tôi đó thôi. Anh không cố ý làm cho chị buồn lòng đâu. Chắc là anh có chuyện chi gấp lắm. Chú đừng binh nhật ảnh chi cho thất công. Tôi đâu phải là món hàng mà anh chú bỏ tiền ra mua về để dứt bỏ. Cho dù anh ta có quyền thế tới đâu, tôi cũng không tha thứ cho sự kiêu ngạo sắc sược đó. Chú đừng níu kéo nữa, tôi đi đây. Chị ba, tránh ra. Chị ba hả? Chị ba. Cớ chi má xông vô phòng mà không gõ cửa cho con hay? Má là má chồng con thì phiền chi việc đó chứ. Má muốn thì má vô, đâu có cần phải có ý kiến của con chi. Đây là con Thanh, má mướn nó để nó hầu hạ con đó. Má à, con đâu cần người hầu kẻ hạ, con tự lo liệu cho con được mà. Con nói vậy đâu có được. Con đã là mợ ba của gia đình này rồi thì phải có người theo hầu hạ mới đúng danh phận chứ. Nhưng mà thằng Ba Lâm nó đã quyết định như vậy rồi, con đừng cãi chi cho mất công. À, má nói cho con biết điều này. Con Thanh nó bị câm từ nhỏ đó, nhưng nó không có bị điếc đâu. Cho nên con cần gì á thì cứ sai biểu nó nghe được hết á. Chị này bị câm sao má? Phải, nó câm nhưng xinh xắn giỏi giắng lắm. Thanh à, kể từ nay đó con phải theo hầu mợ ba cho chu đáo đó nha. Những gì bà dặn á, con phải nhớ ở trong đầu. Mày phải làm đúng nghe không? Làm không xong là chết với bà. Thôi má đi ra ngoài đi. Con có cái gì á thì biểu con Thanh nó làm cho. Khoan đã má, con không cần người hầu mà. Má ơi.
Tôi không muốn có người theo làm phiền tôi đâu. Chị đi ra ngoài đi. Tôi không muốn có người làm phiền tôi. Chị làm cái gì vậy? Sao lấy đồ của tôi? Chị đi ra đi. Trời ơi. Có sao đâu chị. Đói thì ăn đỡ mấy trái chuối hôm trước chị cho cũng được mà. Thôi mày ăn cơm đi. Có rau luộc chứ kho quẹt mà mày thích nè. Em cảm ơn chị. Hương nè, mày có biết cớ chi hôm nay tao tới trễ không? Bộ trong nhà có chuyện gì hả chị? Cũng do vợ của cậu Ba Lâm mà ra. Vợ cậu Ba? Ừ. Mợ ấy làm sao vậy? Ta nay lấy được cậu Ba là phước đức mấy đời của mợ Ba. Vậy mà mợ không có biết hưởng. Mợ làm mình làm mấy khiến cho cậu Ba phải khổ tâm, cực trí. Mà mày biết không, mợ mới về làm dâu con ngài à, mà xáo trộn cả lên. Hại tụi tao hả, cũng đâu có được yên thân đâu. Bực mình hết sức vậy à. Dữ vậy đó hả? Ừ. Nhưng mà mợ Ba là người ở đâu? Nếu đã là vợ của cậu Ba thì chắc chắn phải là con nhà quyền quý cao sang chứ, phải không chị? Nghe nói người ta nhà cao cửa rộng ở trên tỉnh. Cha của mợ Ba là thương gia có tiếng tăm á, lại hết mực cưng chiều mở. Nói nạo ngay, tính mở ngang ngạnh lung lắm. Mở dám tự ý bỏ về nhà mình rồi còn dụng lý cãi lại cậu Ba nữa. Thiệt á, từ hồi nào tới giờ nghe, tao mới thấy có người dám cãi lại cậu Ba đó. Trời, vậy rồi cậu Ba xử trí việc này ra sao? Mày cũng biết tánh cậu Ba mà. Xưa nay á, cậu có để cho ai lấn quyền cậu đâu. Mợ Ba có ghê gớm cỡ nào thì cũng phải chịu thua cậu thôi. Thôi mày lo mày ăn đi nghe. Tao đi vô mần công chuyện đây. Dạ. Thiệt, mấy hôm nay á, tao buồn thúi ruột thúi gan mà không biết than thở cùng ai hết trơn á. Thôi tao vô hen. Dạ. Thăm con một chút được không? Dạ má vô đi. Con ăn uống chi chưa? Má biết là con gái lần đầu tiên về nhà chồng, tâm trí cũng hay bất an. Con cố chịu đựng vài ba bữa sẽ quen nghe con. Dạ con cảm ơn má đã lo cho con. Tú à, con đừng lo nghĩ nhiều mà hại người. Chuyện gì đã qua cứ để nó qua luôn nghe con. Mọi người có rầy la con đôi ba tiếng cũng vì muốn con nhận ra cái sai đặng mà tránh, chứ không ai ghét bỏ gì con hết. Dạ con biết. Con bây giờ đã là dâu trong nhà rồi, con nên tập tành quán xuyến chuyện trong nhà ngoài ngõ, đặng sau này đỡ đần cho chồng con. Mà nhắc tới thằng Ba Lâm thì má mới nói nghe, nó là đứa khó tánh từ hồi nào tới bây giờ. Từ nhỏ đến lớn lúc nào nó cũng nghiêm nghị,
thích sai phái biểu người ta mần theo ý của nó, chứ nó chưa chịu ý ai bao giờ hết. Ma nói vậy chắc con chưa có tin. Mà con thử đi hỏi hết mọi người trong nhà đi, có ai mà không sợ thằng Ba Lâm đâu. Nó mà nóng lên, mạng người đó còn coi không ra gì nữa. Tú à, do má thương con cho nên má mới nói, đặng con liệu mà đối xử với chồng con cho đường hoàng. Chớ tánh thằng ba nó thẳng thắn lắm, nó không kiên nể gì ai hết đó con. Cho dầu là người nhà cũng chưa chắc gì nó binh vực nữa. Chồng con là người tàn nhẫn lạnh lùng như vậy sao má? Ngay cả người thân của mình mà anh không nương tay sao má? Vậy chắc có nhiều người bị hại như chính cái tay của anh ta đúng không má? Không, má đâu có nói là thằng ba nó hại chết người đâu. Là do người ta chọc giận nó, rồi họ sợ quá, rồi họ tự tử chết thôi. Thôi, nãy giờ má nói xàm, đừng để ý nghe. Dòm nó vậy, chứ biết tánh nó cũng dễ sống con à. Muốn làm cho nó vui lòng chỉ cần biết nghe lời, đừng dại dột mà làm trái ý nó. Còn một chuyện hệ trọng nữa. Con nhớ, đừng bao giờ dùng lời kích bác nghe. Nhớ là không được nói nó là gia trưởng, nó độc đoán, hay là chuyên quyền lấn át người khác. Những cái câu đó là tuyệt đối con không nên nói nghe. Thằng ba nó kỵ mấy cái vụ đó lắm. Việc gì anh ta không thích thì con sẽ mừng cho bằng được. Tú à, má đã dặn con rồi, con mà mần trái ý chồng con á thì hai đứa không được hạnh phúc lâu dài đâu. Con không nghĩ là sẽ sống lâu dài ở đây, cho nên là con không màng tới chuyện đó đâu. Má khỏi lo cho con. Cô sao vậy? Cô thiệt là khó chịu chuộng quá. Hôm trước tôi không hỏi tới thì cô hờn trách, cứ cho là tôi không quan tâm tới cô. Bây giờ tôi làm bổn phận của người chồng, cô lại không khứng là sao vậy? Hả? Anh đừng có ra vậy là người chồng tốt. Anh tưởng tôi không biết gì vậy anh sao? Cô muốn nghĩ gì tôi làm sao? Mặc kệ cô. Tối nay tôi muốn cô ngoan ngoãn chiều theo ý của tôi. Tại sao tôi ra? Tôi không ngờ anh lại vô sĩ như vậy đó. Ngay cả chuyện ái ân mà anh cũng cưỡng đoạt, thì anh đáng được người khác nể trọng sao? Cô nói xàm cái gì vậy? Tôi cưỡng đoạt cô sao? Thật là nực cười. Cô nên nhớ, đây là phòng tân hôn, vợ chồng gần gũi nhau là lẽ thường tình. Cô quên tôi chính là chồng của cô sao? Nhưng mà không có người chồng nào nhẫn tâm như anh vậy. Anh thừa biết là tôi không muốn mà. Vậy tại sao anh cứ làm càn? Tôi nghe người ta nói anh rất độc tài, bằng việc chi cũng chỉ biết nghĩ tới bản thân mình thôi. Nhưng tôi không ngờ trong quan hệ vợ chồng anh cũng có cái tánh đó luôn. Thì ra anh coi chuyện chăn gối chẳng khác chỉ là chuyện mần ăn, vậy mà đòi làm chồng người ta sao? Có bộ cô cũng tìm hiểu về tôi kỹ quá. Tôi nói cho cô biết, cô nên để tâm tới bổn phận làm vợ của mình đi, đừng có soi mói về việc của tôi. Tối nay cô làm tôi bất hứng quá. Tôi ra ngoài đây. Ủa, cô là ai? Dạ, con là Tú, vợ của Ba Lâm. Cô là vợ Ba Lâm sao? Ủa, thằng Ba Lâm nó lấy vợ hồi nào mà tôi không biết gì hết ta? Dạ, con mới về làm dâu được mấy bữa nay. Con nghe nói là má Tư đang nằm dưỡng bệnh, cho nên là con tới chào hỏi má cho phải phép. Kỳ dữ không?
Riết rồi cái nhà này ai cũng coi tôi như người dân nước lã. Thằng Ba Lâm nó lấy vợ là việc hệ trọng như vậy mà không ai báo với tôi tiếng nào hết. Thiệt, cạn tình cạn nghĩa quá mà. Dạ, má Tư bớt giận. Con nghĩ là mọi người thấy má Tư không khỏe, cho nên là không muốn phiền tới má Tư thôi. Cô hơi đâu mà nói giùm cho bọn họ. Họ khinh khi tôi cũng đúng thôi. Tôi đâu còn là bà Tư mà ngày trước được trọng vọng nữa đâu. Tôi bây giờ chỉ là người ăn nhờ, ở đậu trong cái nhà này thôi. Nói chi xa, bà Vú đây nè. Bả là người hầu mà có khi còn sướng hơn tôi à. Bà Tư à, bà nói cảnh khóe tôi chi vậy bà Tư? Đó, thấy chưa? Tôi mới nói có một câu à, là bả trả treo lại tôi liền rồi đó. Phải rồi, hồi xưa bà còn trông cậy vô tôi, cho nên mới giả đò trơn chất thật thà, để lấy lòng tôi. Chứ bây giờ, tôi tới hồi mạt giận như vậy, thì bà có dựa thế người khác cũng là lẽ thường tình thôi. Tôi hầu hạ bà bao nhiêu năm nay, tuy cực khổ, mà tôi có dám than vãn nửa lời đâu nè. Vậy mà bà cứ riết rống tôi hoài là sao? Bà nghĩ coi, nếu tôi không một lòng một dạ với bà, thì tôi đã kể hết cho mọi người nghe chuyện của bà và ông họ Đồng từ lâu rồi. Chứ đâu phải khư khư giữ trong lòng như vậy hoài chứ. Bà im đi! Càng ngày bà càng hồ đồ đó ra. Bà lớn gan thiệt ha. Bà tưởng là bà đem cái chuyện tầm xàm đó ra là lừa gạt được thiên hạ sao? Ra ngoài cho tôi! Đi mau lên! Má Tư à, má đừng bực tức mà sanh bệnh đó. Vú đi ra ngoài đi, để tôi ngồi lại trò chuyện với má Tư cho khuây khỏa. Dạ. Má, cô mới về đây nên chưa thấy được hết tâm địa xấu xa của những người trong căn nhà này. Còn tôi là tôi tỏ quá rồi. Ngoài mặt á thì ai cũng ra vẻ nhân từ, đoan chính, nhưng trong lòng lúc nào cũng toan tính mưu sâu kế độc để mà làm hại người khác. Bà cả, bà hai, ngay cả bà ba nữa, có ai là thật lòng đối tốt với tôi đâu. Ai cũng muốn tranh đoạt gia tài với tôi. Tôi đã mất chồng, mất con, giờ chỉ còn có cái mạng này thôi. Họ cũng muốn đoạt luôn hay sao? Má Tư à, có lẽ má đau bệnh lâu ngày, cho nên tâm trí phiền não, rồi nghĩ ngợi xa xôi vậy thôi. Chứ con thấy là ai cũng quan tâm lo lắng cho má mà. Cô tưởng họ cho người chăm sóc, hầu hạ tôi như vậy là họ thương tôi hả? Cô lầm. Họ che mắt được thiên hạ, chứ không qua mắt được tôi đâu. Để tôi nói cho mà nghe. Bà cả thì suốt ngày tụng kinh gõ mõ, nhưng trong bụng á thì toàn nghĩ mưu kế hại người. Bà hai thì cậy thế thằng Ba Lâm, lúc nào cũng lớn tiếng, ồn ào, xổn sáng. Còn bà ba thì quá nhu nhược, chỉ biết ai vua theo người khác thôi. Tôi nói vậy đó, cô muốn học lại với họ hay không thì mực kệ cô. Ủa, mà cô lân la vô đây làm quen với tôi làm chi vậy? Ai sai cô vô đây? Tính kết thân với tôi, đặng dụng kế rồi hại tôi đúng không? Cô đi ra ngoài luôn đi. Đi, đi ra ngoài đi. Má Tư à, con chỉ tới thăm má, không có ý xấu đâu. Má đừng nghi ngại mà tội nghiệp con. Chắc má mệt rồi, con xin phép ra ngoài cho má nghỉ. Thank you.